nói là đến xem thi đấu nhưng mục đích thực sự là để xem linh tiêu tông có suy yếu hay không một khi nó suy yếu rất nhiều thế lực lớn nhỏ khác sẽ không chút do dự mà xâm phạm lãnh thổ của linh tiêu tông không ngờ ngươi cũng đến xem trong đám người trình vũ hiên ngạc nhiên nhìn trần mộc phải biết là trước đây trần mộc không mấy hứng thú với những chuyện ồn ào như vậy nhưng hôm nay hắn lại bất ngờ đi theo trần mộc khẽ mỉm cười ta tới đây không phải để chào đón thất huyền tông ta muốn đến tìm vài người tìm người trình vũ hiên có hơi sửng sốt trong số những người này có người quen của Trần Mộc sao? Trần Mộc cũng không trả lời, ánh mắt quét qua đoàn người đang lũ lượt đi tới. Hắn nhớ những người như Liễu Thanh Hân, Đàm Tùng, Tôn Béo đều đã vào Thiên Ảnh Tông tu luyện. Còn cả Ôn Tri Huyền và Khương Âm nữa, không biết bọn họ có đến tham gia cuộc thi Tam Tông tranh tài lần này hay không. Trong lúc Trần Mộc đảo mắt nhìn quanh, những môn phái kia đã dẫn rất nhiều đệ tử nội môn xuyên qua khai sáng. Lúc này, trưởng lão hộ vệ của Linh Tiêu Tông cũng đứng ở bên kia đường, chắp tay hướng về phía người trước mặt. Tại Hạ Cảnh Thương, nhận lệnh của tông chủ Linh Tiêu Tông, kính cẩn hoan nghênh các vị đến làm khách. Ha ha, Cảnh Thương trưởng lão khách khí quá, trưởng lão dẫn đầu Thất Huyền Tông cũng chắp tay mỉm cười. Nghe danh Linh Tiêu Tông đã lâu, hôm nay tới quấy rầy mọi người, hy vọng các vị không chê cười. Đúng vậy, hy vọng các vị không chê cười. Rất nhiều môn phái, thế lực cũng làm theo, chắp tay cung kính, thể hiện lễ nghi rất chu đáo. Có thể mời các vị đến với môn phái là phúc của chúng tôi. Cảnh Thương cũng lần lượt chắp tay đáp lại, tuy rằng những môn phái nhỏ này thực lực kém xa so với những môn phái lớn như Linh Tiêu Tông, nhưng số lượng lại rất đông đảo, nếu đắc tội với họ, khiến họ liên thủ với nhau thì sẽ rất phiền phức, vì vậy, thái độ của Cảnh Thương cũng rất khiêm nhường. Lúc này, Hứa Hướng Thạch gật đầu với một đệ tử trẻ tuổi phía sau. Đệ tử trẻ tuổi lập tức hiểu ý, bước ra ngoài, chắp tay cung kính với Cảnh Thương trưởng lão, cười nói: "Trưởng lão, bọn ta ngàn dặm xa xôi đến đây." nghi lễ chào đón của tông môn các ông hình như có hơi bất lịch sự thì phải ồ tại sao ngươi lại nói như vậy cảnh thương có phần khó hiểu thân là trưởng lão hộ vệ ông ta đã đích thân đi ra chào hỏi như vậy còn chưa đủ tiêu chuẩn hay sao lần này tất cả đệ tử nội môn ưu tú của thất huyền tông của chúng ta đều đến để học hỏi từ những đệ tử nội môn ưu tú của môn phái các ông tuy nhiên đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy đệ tử ưu tú nào của môn phái các ông xuất hiện sao vậy đệ tử của các ông coi thường chúng ta ư đệ tử kia bình tĩnh nói nghe vậy rất nhiều đệ tử phía sau cảnh thương đều sửng sốt trong đó có liễu mộ thiên lôi linh chu vân sơn những thiên tài hàng đầu của thiên điện đều nhìn nhau khó hiểu chẳng phải họ đã đến cả rồi sao những người kia còn có muốn gì nữa đệ tử ưu tú của tông môn chúng ta đều ở đây tông môn của ngươi vẫn không hài lòng với lễ nghi này sao cảnh thương cao mày đệ tử ưu tú đây mà là đệ tử ưu tú của tông môn các ông ư đệ tử nọ cười lớn sau đó hắn ta giả vờ bình tĩnh xua tay nói trưởng lão xin lỗi ông là hiểu lầm thôi ta còn tưởng rằng những đệ tử phía sau ông chỉ là người gác cổng ở đây hiểu lầm thôi lúc đầu nhóm liễu mộ thiên và linh lôi đều có hơi bối rối nhưng khi nghe nói đến đệ tử gác cửa thì mặt họ đều đỏ bừng vô cùng tức giận xỉ nhục đây rõ ràng là xỉ nhục thẳng vào mặt họ họ đều là những thiên tài hàng đầu của linh tiêu tông nhưng trong mắt thất huyền tông họ chỉ là người gác cổng đây chẳng phải là đang cố ý dùng lời nói để xỉ nhục và khiêu khích hay sao ngươi nói gì vậy ngươi gác cổng cái gì chứ đệ tử thất huyền tông đều kiêu ngạo như vậy sao nơi này là linh tiêu tông đấy tất cả đệ tử đều tức giận trong đám người liễu mộ thiên bước lên trước đầu tiên chắp tay nói vị sư huynh này ta không cần biết địa vị của ngươi ở thất huyền tông là gì nhưng nơi này là linh tiêu tông tốt nhất là ngươi nên nói chuyện lịch sự đi đệ tử kia vặn cổ trên mặt mang theo nụ cười thích thú lạnh lùng nói bình thường bọn ta cũng khá lịch sự đấy nhưng không cần thiết phải lịch sự với một con chó chỉ biết canh cửa đâu nếu như trước đó đệ tử này còn giữ chút ý tứ thì bây giờ hắn ta đã hoàn toàn để lộ bộ mặt thật liễu mộ thiên tức giận vô cùng bị người phe mình làm nhục đã đủ rồi bây giờ đến người ngoài cũng dám tới sỉ nhục hắn ta trong mắt hắn ta hiện lên một tia lạnh lùng hung tợn nhìn chằm chằm đệ tử kia ngươi thật sự cho rằng đệ tử linh tiêu tông chúng ta dễ đụng tới như vậy sao ngươi đang tự tìm đường chất đấy trong phút chốc cơ thể của liễu mộ thiên lao về phía trước như một mũi tên năm ngón tay tạo thành nắm đấm tỏa ra linh lực màu xám trắng hướng vào đầu đệ tử kia lúc này sức mạnh của thần tàng tầng thứ tư đã bộc lộ hoàn toàn trải qua hơn một tháng tu luyện thực lực của hắn ta đã có tiến bộ rất lớn tuy nhiên trong mắt người đệ tử trẻ tuổi cao gầy kia lại hiện lên một tia khinh thường hắn ta khẽ di chuyển cơ thể với tốc độ nhanh như chớp hắn ta đã dễ dàng tránh được đòn tấn công của đối thủ sau đó hắn ta tung ra một cú đấm mạnh mẽ mang theo một luồng gió lạnh thấu xương bùm một âm thanh trầm thấp vang lên cơ thể liễu mộ thiên bay về sau đập mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Chỉ là một thần tàng tầng thứ tư mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt ta, hãy nhớ cho kỹ, ta nói ngươi là chóa là đã coi trọng ngươi rồi, đúng là thứ rác rưởi. Khuôn mặt của thanh niên cao gầy hiện lên vẻ hung dữ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Lúc này, tất cả đều chìm trong im lặng. Rất nhiều đệ tử của Linh Tiêu Tông đều há hốc miệng, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Liễu Mộ Thiên đường đường là một trong ba đệ tử top đầu của thiên điện. Vậy mà đối phương chỉ cần dùng vẻn vẹn một chiêu đã đánh bại hắn ta ngay tại trận. Chàng thanh niên này trông có vẻ bình thường nhưng lại cất giấu một sức mạnh phi thường. Ánh mắt của nhiều môn phái nhỏ đi theo ở gần đó cũng sáng rực lên. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy các đệ tử của Linh Tiêu Tông bị đánh bại chỉ với một chiêu, bọn họ đều nhìn Thất Huyền Tông với một ánh mắt hoàn toàn khác. Đây mới chỉ một bàn dạo đầu nho nhỏ thôi, vậy mà Linh Tiêu Tông đã sắp không đấu lại nổi đệ tử của Thất Huyền Tông rồi. Vậy thì sau này còn đấu đá gì nữa chứ? Mẹ kép Liễu Mộ Thiên bò dậy, lau vệt máu ở khóe miệng, vẻ mặt cũng lộ rõ vẻ dữ tợn, rồi lao cả người về phía trước. Quân tử thà chớt chứ quyết không chịu nhục, hắn ta có thể để các đệ tử trong cùng môn phái bắt nạt, nhưng quyết không chịu bị đệ tử của môn phái khác sỉ nhục như vậy. Nhưng lúc này, một bàn tay to, rắn giỏi bất ngờ đặt lên vai hắn ta, Trần Mộc. Liễu Mộ Thiên quay đầu nhìn về phía Trần Mộc với ánh mắt ngạc nhiên, hắn ta không ngờ là vào lúc này Trần Mộc lại đứng ra giúp đỡ hắn ta. Trong đám đông, Tần Như Nguyệt vừa thấy Trần Mộc xuất hiện, gương mặt tươi cười ngay lập tức trở nên lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt tràn ngập hận thù, quả nhiên, hắn đang ở trong Linh Tiêu Tông. Trần Mộc không bận tâm tới ánh mắt của Tần Như Nguyệt, hắn tiến lên đứng trước mặt Liễu Mộ Thiên, nhìn chằm chằm vào thanh niên cao gầy kia, nheo mắt cười nói, "Ở đây là Linh Tiêu Tông, các người làm vậy có hơi phô trương phách lối rồi đấy." Ái trà, đánh không nổi còn định đổi người à? Thanh niên cao gầy kia nhếch mép cười, ánh mắt vẫn giữ thái độ khinh miệt, nói: phô trương phách lối thì đã sao ta nói các ngươi là một đám chóa canh cửa có sai ở chỗ nào à nếu không phục thì đứng ra ta đánh tới khi nào các ngươi phục thì thôi nghe vậy trưởng lão cảnh thương khẽ trao mày ánh mắt thoáng hiện vài nét lạnh lùng tức giận nói lão vẫn còn ở đây đấy hứa hướng thạc bước ra với dáng vẻ vui vẻ chắp tay cười nói cảnh trưởng lão đừng giận mấy sư đệ này bình thường rất nghịch ngợm thích đi khắp nơi tìm người lấy cớ xô sát vậy nên vừa tới linh tiêu tông thấy thực lực của các sư huynh sư đệ ở đây giỏi như vậy nóng lòng muốn xin được chỉ dạy thêm ấy mà trưởng lão thất huyền tông cũng đứng ra giảng hòa chắp tay cung kính nói cảnh trưởng lão lớp thanh niên trẻ thế hệ sau này tính tình kiêu ngạo luôn thích so tài võ thuật với người khác đây cũng là chuyện thường tình huống hồ đây là cuộc thi tranh tài võ thuật giữa ba môn phái của chúng ta chẳng phải cũng là nhằm mục đích kết bạn thông qua võ thuật sao mong là cảnh trưởng lão đừng quá bận tâm cảnh thương nhìn chằm chằm hai người này với ánh mắt không mấy thiện cảm vẻ mặt có chút khó coi. Hai người họ người tung kẻ hứng, hệt như là đã bàn bạc kỹ lưỡng với nhau từ trước. Ai cũng có thể nhìn ra được, thất huyền tông định nhân lúc vừa đến Linh Tiêu Tông chấn áp đám người trong Linh Tiêu Tông một phen. Để từ đó chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng thất huyền tông có thể nắm thóp Linh Tiêu Tông bất cứ lúc nào. Và thực tế là, mọi chuyện trước mắt vẫn diễn ra đúng như kế hoạch của thất huyền tông. Cho dù có bị thất huyền tông sỉ nhục tới cỡ nào, Linh Tiêu Tông vẫn không có ai đứng ra ứng chiến. Điền hạo, quay về đây, ở đây là Linh Tiêu Tông, ít nhất ngươi cũng phải để cho người ta chút thể diện chứ rõ thưa hứa sư huynh thanh niên cao gầy kia gật đầu ngay lập tức lui vào trong đám đông nhưng kế hoạch này của thất huyền tông rõ ràng là đã thu được kết quả rất lớn không ít các môn phái nhỏ đều nhìn chằm chằm đám người liễu mộ thiên với ánh mắt khi người như cỏ rác linh tiêu tông của hiện tại thật sự là đang ngày càng xa sút nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng bao lâu nữa linh tiêu tông sẽ bị các thế lực vùng nam châu chia cắt và thâu tóm sắc mặt của cảnh thương vô cùng nghiêm nghị siết chặt nắm đấm tay nhưng lại có chút bất lực, thực lực chẳng bằng người ta thì nói gì cũng là vô ích cả. Chúng ta đi thôi." Trưởng lão Thất Huyền Tông vẫy tay, mỉm cười đi sâu vào trong Linh Tiêu Tông. Lúc này, Trần Mộc đứng ra, đi tới chắp tay trước mặt trưởng lão Thất Huyền Tông, "Đợi chút đã, trưởng lão, xin dừng bước đã. Tôi có một việc muốn nhờ, nếu đã là đấu đá xô sát, vậy thì ta có thể ở đây nhờ sư huynh Điền Hạo chỉ dạy vài chiêu được không? Giả vờ ngầu rồi định chuồn đi sao? Không dễ như thế đâu." Trần Mộc vừa dứt lời, Tất cả mọi người bỗng chốc im lặng, nhìn chằm chằm Trần Mộc với vẻ không dám tin. Rõ ràng là bọn họ đều không ngờ được là Trần Mộc lại dám đứng ra khiêu chiến ngay vào lúc này. Cảnh Thương phấn khởi nhìn về phía Trần Mộc, ông ta biết biểu hiện dạo gần đây của Trần Mộc, nếu như là Trần Mộc đứng ra thì biết đâu lại có thể lấy lại thể diện cho Linh Tiêu Tông được thì sao. "Ồ, ngươi muốn khiêu chiến với ta sao?" Điền Hạo nghe vậy cũng thầm vui trong lòng. Hắn ta bước ra, nhìn chằm chằm Trần Mộc với vẻ vui mừng. Hắn ta có thể cảm nhận được sức mạnh trên người của Trần Mộc chẳng qua cũng chỉ là ở cấp tầng thứ 9 của cảnh giới thông thiên mà thôi. Chỉ là một tên nhóc chưa cả bước chân vào cảnh giới thần tàng mà lại dám đứng ra, đúng là tự tìm chỗ chết mà. Nói chính xác hơn đó là quyết đấu sinh tử, ta không thích đấu đá xô sát, mà một khi đấu đá xô sát thì phải đổ máu. Phân cao thấp và quyết sinh tử, Trần Mộc nhân nhá từng chữ từng câu với giọng điệu đầm đầm sát khí, vẻ mặt vô cùng hung tợn. Ngươi dũng cảm đấy, nếu đã vậy thì ta đây cũng quyết chiến sống còn với nhà ngươi, chấm dứt mạng sống của ngươi ở đây thôi điền hạo hung hăng lên tiếng rồi ngay lập tức hắn ta bước sải tiến lên một bước khắp mặt đất xung quanh bắt đầu nứt ra dưới luồng linh lực bộc phát những vết nứt trên mặt đất càng ngày càng nứt sâu và lan rộng ra sự chấn áp của khí thế và linh lực bao quanh không gian xung quanh người hắn ta thoáng hiện nét bị bóp méo tầng thứ năm cảnh giới thần tàng sao cảm nhận được dòng dao động này nhiều đệ tử linh điện cũng trầm trồ thốt lên bọn họ không ngờ được là ngoài hứa hướng thạc và tần nguyệt như ra thất huyền tông vẫn còn có cao thủ đỉnh cao như này Xoẹt, cả người Điền Hạo lao thẳng về trước, linh lực màu xanh vô cùng cuồng bạo của hắn ta tụ lại ở giữa nắm đấm lòng bàn tay, đấm thẳng về phía ngực của Trần Mộc, nhưng Trần Mộc vẫn đứng im bất động, mặc kệ cho nắm đấm đó đánh vào người, phịch, một âm thanh nặng trịch vang lên, Trần Mộc đã hứng chọn cú đấm đó của Điền Hạo, Điền Hạo thấy thế tiến công của bản thân thuận lợi như vậy, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ chế giễu và đắc ý, sao lại thế được chứ? Điền Hạo trợn trừng hai mắt, nhìn chăm chằm Trần Mộc với vẻ không dám tin, thực lực chỉ ở cấp tầng thứ 9 của cảnh giới thông thiên mà lại dám coi thường thế tiến công của hắn ta sao ngay lập tức linh lực quanh người điền hạo bắt đầu dịch chuyển hệt như đang ra sức vùng vẫy thoát ra khỏi sự trói buộc của trần mộc nhưng hắn ta bỗng kinh hãi phát hiện ra rằng cánh tay to cường tráng ấy của trần mộc giống như một cái kìm giữ chặt lấy cổ của hắn ta mặc cho hắn ta dãy dụa đến mấy cũng không có bất kỳ tác dụng nào trần mộc nhét mép cười khẩy ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm vào con mồi trong tay ở phía xa Tất cả đệ tử của Thất Huyền Tông đang định rời đi, ngay lập tức cảm thấy khiếp sợ, Điền Hạo có sức mạnh cấp tầng thứ 5 của cảnh giới thần tàng, vậy mà lại không có chút lực phản kháng nào trước đối phương là võ giả cấp tầng thứ 9 của cảnh giới thông thiên, chuyện hoang đường này sao lại có thể xảy ra được chứ? Điền sư đệ, vẻ mặt hứa hướng thạc chợt biến sắc, ánh mắt lạnh như băng, sải bước tới với khí thế ngút trời, nhưng sinh mạng của Điền Hạo đang nằm trong tay của Trần Mộc, vậy nên hắn ta cũng không dám manh động xông lên, chỉ đành lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Mộc nghiến răng nghiến lợi uy nghiêm nói thả điền sư đệ ra đi nếu không à còn chưa để hứa hướng thạc nói hết mấy lời đe dọa trần mộc đã lắc đầu khinh thường lại là kiểu đe dọa này đúng là nhàm chán xì xì một âm thanh xé nát mấu thịt thoát tim vang lên và một cái đầu bị trần mộc bẻ xuống dính đầy mấu đầu lìa khỏi thân mấu tươi văng tung tóe một đòn chí mạng ngay cả thời khắc ở ngay trên bờ vực của cái chớt điền hạo vẫn mở to hai mắt có lẽ hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới chàng thanh niên này lại là một kẻ điên không chơi theo luật nói rớt là rớt hoàn toàn không cho người khác cơ hội ra điều kiện các lãnh đạo cấp cao và đệ tử của các môn phái khác đều xứng sờ cuộc thi còn chưa bắt đầu vậy mà một đệ tử của thất huyền tông đã chớt dưới tay của linh tiêu tông sao ta nói rồi ta không thích xô sát đấu đá một khi đánh thì phải chuẩn bị trước tâm thế phải liều mạng trần mộc quăng cái đầu đẫm máu trắng bật ra thẳng về phía đám đệ tử của thất huyền tông tất cả đệ tử của thất huyền tông đều tối sầm mặt mày lại nếu như ban nãy điền hạo chỉ buông lời lăng mạ linh tiêu tông thì hiện tại trần mộc lại dẫm đạp lên liêm sỉ của toàn bộ thất huyền tông tính tình hung ác như vậy quả thực khiến người ta rất phẫn nộ tên nhóc này ngang tàn thật đấy lão ta còn ở đây mà lại dám làm càn rớt chớt đệ tử môn phái của ta như vậy nếu ngươi làm mà không nghĩ tới hậu quả như vậy thì ta sẽ tiễn đệ tử ở môn phái các ngươi xuống địa ngục trưởng lão của thất huyền tông trợn trừng mắt cả người cuồn cuộn tà khí hư lạnh một cái rồi cả người vút lên bộc phát sức mạnh cấp cảnh giới vạn pháp mây đen ùn ùn kéo đến một sức mạnh chấn áp linh lực ghê gớm khó tả cuộn trào ra khiến cả bầu trời như bị xé rách ra cảnh thương với tư cách là trưởng lão bảo vệ môn phái cũng đã đề phòng ông già này từ trước ngay lúc ông ta ra tay cả người trưởng lão cảnh thương cũng xông tới phất tay áo một cái tỏa ra một thứ linh lực mạnh như lũ bão lao thẳng về phía trưởng lão của thất huyền tông thất huyền tông các ngươi có ý gì định cậy lớn bắt nạt bé sao nếu đã không đủ năng lực thì đừng thi đấu nữa mau cút về đi cảnh thương quát lớn hừ thất huyền tông bọn ta đặt chân đến linh tiêu tông là để giữ thể diện cho các ngươi vậy mà không ngờ các ngươi lại tiếp đón bất lịch sự như vậy cuộc thi tranh tài võ thuật của ba môn phái còn chưa bắt đầu mà các ngươi đã rớt chớt đệ tử của bọn ta cũng không có bất kỳ lời giải thích nào sao trưởng lão của thất huyền tông chất vấn đúng là nhảm nhí nếu như không phải thất huyền tông các ngươi khiêu khích trước thì đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh này đệ tử đó có chất cũng không đền hết tội cảnh thương lạnh lùng quát trước sự va chạm mạnh của linh lực đất trời lập tức biến sắc rất nhiều đệ tử của các môn phái khác đi theo tới đây cũng lùi hết về phía sau chỉ còn mấy trưởng lão đứng ở phía trước bảo vệ cho đệ tử của môn phái mình ánh mắt của bọn họ dồn hết về phía ngọn núi lớn đó vẻ mặt cũng lộ rõ vẻ khó coi ai cũng không ngờ được là cuộc thi tranh tài võ thuật giữa ba môn phái còn chưa bắt đầu mà các trưởng lão đã bắt đầu không kìm được mà đánh nhau rồi cảnh thương lúc này một tiếng hét lớn bỗng vang lên nghe thấy âm thanh này vẻ mặt của tất cả các đệ tử đều sáng bừng lên bọn họ biết rõ có nhân vật tai to mặt lớn nào đó sắp xuất hiện rồi quả nhiên một người đàn ông trung niên cao to từ trên trời lao tới sự xuất hiện của ông ta hệt như rất đáng tin cậy khiến tất cả các đệ tử linh tiêu tông hò gieo náo nhiệt trưởng lão cảnh thương ngay lập tức thu linh lực lại đứng ở bên kia núi chắp tay cung kính trước người đàn ông trung niên kia chủ môn phái người đàn ông trung niên này không phải ai khác chính là vạn trọng sơn chủ môn phái linh tiêu tông vạn chủ môn phái đã lâu không gặp người có khỏe không trưởng lão của thất huyền tông cũng chắp tay cung kính đòn đả nói trưởng lão lục bàn đã lâu không gặp vạn trọng sơn cũng khách sáo chắp tay đáp lễ vạn chủ môn phái bọn ta vượt nghìn dặm tới đây hỏi thăm linh tiêu tông chẳng lẽ đây chính là cách linh tiêu tông các người đón tiếp khách sao trưởng lão của thất huyền tông tên là lục bàn ông ta chỉ vào cái đầu đầy mấu chất vấn với ánh mắt lạnh lùng vạn trọng sơn khẽ trao mày liếc nhìn về phía cái đầu đẫm mấu ngoài mặt vô cùng kinh ngạc nhưng thực tế thì trong lòng lại bật cười hả hê mỗi khi có cuộc thi tranh tài võ thuật giữa ba môn phái thất huyền tông đặt chân đến đâu thì đệ tử của môn phái này đều thích chấn áp làm nhụt ý chí của các đệ tử đến từ môn phái khác nếu như trước đây đám đệ tử môn phái khác cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay như năm nay thì xem ra đám thất huyền tông đã gặp trở ngại rồi mặc dù trong lòng hà hê nhưng ngoài mặt vạn trọng sơn vẫn tỏ vẻ tiếc nuối quy tắc ban đầu lập ra cho cuộc thi tranh tài võ thuật giữa ba môn phái này là kết bạn thông qua võ thuật một khi xô sát đấu đá nhau thì rất dễ lỡ tay mong lục trưởng lão bớt giận sau này ta sẽ đưa hắn đến hình điện lĩnh phạt vạn trọng sơn chấp tay nói nói là lĩnh phạt nhưng ai nghe xong ai cũng biết đó chỉ là lời nói vu vơ ngoài miệng mà thôi một thiên tài có thể bóp chớt kẻ mạnh có thực lực cấp tầng thứ năm của cảnh giới thần tàng chỉ bằng một tay thì dù đặt ở bất kỳ môn phái nào cũng không nỡ trừng phạt như vậy hơn nữa hành động này của trần mộc là vì muốn ra mặt cho linh tiêu tông nếu như vì vậy mà bị trừng phạt thì sau này còn ai dám ra mặt cho linh tiêu tông nữa chứ Hùng, lục bàn hừng lạnh một tiếng ông ta biết giờ có nói thêm gì nữa cũng đều vô nghĩa cả nên cũng đành im lặng phất tay áo một cái rồi rời đi hứa hướng thạc ở phía sau khẽ nheo mắt lại nhìn về phía trần mộc rồi hỏi Ngươi tên gì? Trần Mộc Liếc nhìn hắn ta một cái rồi thản nhiên quay đầu đi, hoàn toàn phớt lờ, không để ý gì tới hắn ta. Thấy vậy, cho dù Hứa Hướng Thạc tính tình có tốt đến mấy cũng tức giận vô cùng, siết chặt nắm đấm tay, ánh mắt đầm đầm sắc khí lạnh như băng, trước giờ chưa từng có ai dám phớt lờ hắn ta như vậy, ngay cả là đệ tử thân truyền của Thất Huyền Tông cũng vô cùng kính trọng hắn ta, nhưng chàng thanh niên này chỉ có sức mạnh cấp tầng thứ 9 của cảnh giới Thông Thiên vậy mà lại dám làm mình làm mẩy trước mặt hắn ta, đúng là tự tìm cái chất mà hắn chính là trần mộc lúc này tần như nguyệt bỗng cất lời trần mộc sao nghe thấy cái tên này hứa hướng thạc chợt sững người vẻ mặt ngay lập tức biến sắc như thể nghĩ ra điều gì đó không sai hắn chính là kẻ thù một mất một còn không đội trời chung với ta tần như nguyệt lặng lẽ siết chặt nắm đấm tay đôi mắt mỹ miều nhìn chằm chằm vào bóng dáng chàng thanh niên giữa đám đông sâu trong đáy mắt thoáng hiện sắc khí lạnh lùng hận đến xương tủy dường như cảm nhận được ánh mắt của tần như nguyệt trần mộc cũng quay đầu lại đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn thẳng về phía nàng ta nhếch mép lên nở một nụ cười giễu cợt đã nửa năm trôi qua hai người cuối cùng cũng gặp lại nhau trần mộc xem ra nửa năm nay ngươi trưởng thành và mạnh hơn nhiều tần như nguyệt nói với ánh mắt vô cùng lạnh lùng chỉ với một chiêu thức mà bóp chớt được kẻ mạnh cấp tầng thứ năm của cảnh giới thần tàng sức chiến đấu này của trần mộc cho thấy chí ít hắn cũng đã có sức mạnh ghê người cấp tầng thứ bảy của cảnh giới thần tàng rồi tiếc quá sự trưởng thành của cô lại khiến ta có hơi thất vọng ta còn tưởng ngươi sẽ mạnh hơn sau cú sốc lớn đó. Nhưng thực tế lại cho thấy cô vẫn chưa đạt đến trình độ đủ để ta coi trọng. Trần Mộc cười nói, trước sự khinh thường này, tần như nguyệt cho mày, lạnh lùng nói, tính cách của ngươi vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn chẳng coi ai ra gì, rồi sẽ có lúc, lòng tự tin quá đà này của ngươi sẽ tự rớt chết ngươi thôi. Trần Mộc lắc đầu cười khẩy, những người khác thì còn đủ tư cách nói lời này với ta, nhưng cô đã bị ta đánh bại rồi, vậy nên không còn tư cách nói những lời này trước mặt ta đâu kẻ thất bại dưới tay ta thì sẽ không bao giờ xứng làm đối thủ của ta nữa ta sẽ cho thời gian để cô bắt kịp cho đến khi cô không còn thấy bóng dáng ở xa tít mù tắp của ta nữa trần mộc tần như nguyệt nghiến răng vẻ mặt vô cùng tức giận nàng ta không thể ngờ là trần mộc lại ngông cuồng tới mức độ này lúc này hứa hướng thạc đứng chặn lại trước mặt nàng ta rồi nhìn chằm chằm trần mộc cười khẩy nói trần mộc phải không mỗi thủ của tần sư muội nhà ta ta sẽ giúp nàng ấy báo thủ trong cuộc thi tranh tài võ thuật giữa ba môn phái lần này tốt hơn hết là ngươi hãy khẩn cầu đừng gặp phải ta, nếu không ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Dáng vẻ của Hứa Hướng Thạc vô cùng lạnh lùng, đầm đầm sát khí. Bất kể là lời nói đầy sát khí này hay là thực lực cấp tầng thứ 8 cảnh giới thần tàng của hắn, ta cũng đều đủ khiến tất cả đám đệ tử trẻ tuổi ở đây phải khiếp sợ. kiêng rẻ. đúng là đồ ngu, Trần Mộc bĩu môi, chẳng thèm bận tâm tới tên ngu ngốc, bị tân Như Nguyệt rất mũi và coi là tay sai này nữa. Thấy Trần Mộc lại phớt lờ bản thân thêm lần nữa, Hứa Hướng Thạc tức giận đùng đùng tên khốn kiếp người chờ đấy hứa hướng thạc tức giận thở gấp quát lên trần mộc cũng chẳng thèm để ý đám người này nữa cất bước đi thẳng về con đường sáng ở phía trước ở đó đã có thêm các môn phái khác đến và người của môn phái thiên ảnh tông cũng đang hòa trong dòng người ở đó hứa hướng thạc hung tợn nhìn chằm chằm trần mộc khua tay quát chúng ta đi thôi rất nhiều đệ tử thất huyền tông đều rụt cổ lại đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người ôn hòa thanh lịch không để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới tâm trạng như hứa sư huynh lại tức giận nảy lửa đến như vậy. Nhưng bọn họ cũng không dám trái lệnh, dưới sự dẫn dắt của trưởng lão, đám người của thất huyền tông đều nhanh chóng rời khỏi ngọn núi cao này. Mặc dù nói hai bên có chút xích mích, nhưng các lễ nghi cần có, Linh Tiêu Tông vẫn chuẩn bị rất đầy đủ. Trong địa bàn mênh mông rộng lớn này, Vạn Trọng Sơn cũng sắp xếp một chốn nghỉ ngơi tạm thời cho đám người của thất huyền tông. Các môn phái khác cũng lần lượt được sắp xếp đầy đủ chốn nghỉ ngơi tạm thời. Trong đội ngũ hùng hậu này, trần mộc cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của đám người liễu thanh hân mục thần đàm tùng và tôn béo mộc ca từ phía xa vừa ra khỏi con đường sáng đó tôn béo vừa nhìn thấy trần mộc đã ngay lập tức nhào tới với vẻ mừng rỡ vô cùng đám người liễu thanh hân mục thần nhìn thấy bóng dáng của trần mộc chợt sững người nhưng sau đó vẻ mặt lộ rõ vẻ mừng vui trần mộc đã lâu không gặp nhưng ngoại hình của mấy người họ cũng chẳng thay đổi mấy điều khiến trần mộc cảm thấy thay đổi lớn nhất đó là tính tình của tôn béo dường như đã xấu tính hơn nhiều mộc ca nếu sớm biết người ở linh tiêu tông thì bọn ta đã theo người đến linh tiêu tông rồi có người bảo vệ thì ta có thể vênh mặt ở trong linh tiêu tông hễ thấy ai ngứa mắt là đánh tôn béo cười nói nhưng hắn ta vừa dứt lời chưa được bao lâu một ông già bên cạnh cũng ngay lập tức giơ tay lên đập bốp một cái vào đầu hắn ta lớn tiếng mắng mỏ nhóc con gia nhập môn phái thiên ảnh tông của ta mà còn cảm thấy uất ức sao ngươi có biết có bao nhiêu người muốn gia nhập môn phái thiên ảnh tông không mà tên nhãi con nhà ngươi vẫn còn không biết điều đám người liễu thanh hân và mục thần đều mỉm cười trần mộc có thể thấy rõ sau nửa năm gia nhập môn phái thực lực của đám người liễu thanh hân mục thần cũng có tiến bộ lớn mặc dù chưa đạt đến cảnh giới thần tàng nhưng cũng đã chạm đến đỉnh cao của cảnh giới thông thiên đây cũng đã là một tiến bộ vượt bậc rồi ngoài mấy người ở đan lâu ninh quốc này ra trần mộc còn nhìn thấy cả ôn chi huyền và khương âm hai nàng ta đều là đệ tử của môn phái thiên ảnh tông tốc độ trưởng thành lớn mạnh của hai nàng ta cũng rất nhanh chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi hai nàng ta giờ đã đạt đến thực lực của cảnh giới thần tàng dù gì thì với linh căn và tài năng thiên bẩm của họ cho dù là đứng trong hàng ngũ thiên tài nhiều vô số kể của thiên ảnh tông bọn họ cũng vẫn thuộc hàng top đầu trước đây lúc rời khỏi ninh quốc cảm ơn sự giúp đỡ của hai gia tộc ta vẫn luôn khắc cốt ghi tâm ân tình này trần mộc nhìn ôn chi huyền và khương âm mỉm cười nói bỏ qua đi thương hội thánh long của chúng ta cũng coi đó là một sự đầu tư mà thôi nếu người lớn mạnh thì thương hội thánh long cũng có thể đứng vững không ai dám bắt nạt nữa cả ôn chi huyền cười nói khương âm cũng nói mấy người đi cứu ngươi cũng đều là mật vệ do cha ta đào tạo mất đi mấy mật vệ này thì cũng không có ảnh hưởng gì lớn đối với phủ họ khương chúng ta cả trần mộc mỉm cười sau khi trải qua trận vào gia sinh tử đó mấy người họ cũng càng coi trọng mối tình nghĩa đó hơn trưởng lão để ta dẫn các người đi tham quan linh tiêu tông đi người thấy sao trần mộc chắp tay đến trước mặt trưởng lão môn phái thiên ảnh tông cười nói hoàn toàn khác với cách đối xử với thất huyền tông trước mặt thiên ảnh tông trần mộc tỏ ra vô cùng khiêm tốn bởi dẫu sao thì quan hệ trước giờ giữa thiên ảnh tông và linh tiêu tông đều rất tốt ha 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 được được thiên tài top đầu của cuộc thi đình trốn linh tiêu tông dẫn đường quả là một vinh hạnh vậy phiền ngươi rồi ông già đó gật đầu ánh mắt thoáng hiện vẻ thiện ý trần mộc dẫn theo đoàn người của thiên ảnh tông đi tới các ngọn núi của linh tiêu tông tham quan rất nhiều đệ tử linh điện theo sau mấy người hạ chỉ lan và ôn chi huyền không hề xa lạ gì nhau vừa gặp mặt đã rôm giả trò chuyện Tuy Trình Vũ Hiên mới gặp mấy người ôn chi huyền, Khương Âm nhưng nhờ vào sự giới thiệu của Trần Mộc, hai bên nhanh chóng thân quen. Lần tam tông tranh tài lần này, Thiên Ảnh Tông cũng phái tới không ít thiên tài đứng đầu. Có điều, những người này không hề kiêu căng như Thất Huyền Tông, ngược lại rất giản dị thân thiện, Trần Mộc khá là kính trọng họ. Thời gian một ngày làm quen trôi qua, người hai tông cũng thân thiết hơn nhiều, đám đông náo nhiệt, cười cười nói nói vui vẻ. Thậm chí linh điện còn mang tới nhiều rượu ngon để chiêu đãi, không khí hài hòa không giống như tới để thị uy, tình hình giống như tới thăm người thân hơn cảnh này bị đệ tử thất huyền tông thấy họ nghiến răng nghiến lợi lòng thầm ghi hận thất huyền tông họ tới đâu mà không có trà thơm rượu ngon tiếp đón nhưng hiện tại lại bị làm lơ lạnh nhạt trái lại thiên ảnh tông lại có rượu ngon đồ ăn ngon tiếp đón sự chênh lệch này làm đám đệ tử thất huyền tông bực bội trong lòng hứa sư huynh người linh tiêu tông quá đáng đệ tử thất huyền tông nghiến răng nghiến lợi vây quanh một người vạm vỡ hứa hướng thạc rũ mắt nhìn sang linh điện náo nhiệt mặt vô cảm hờ hững nói không có gì họ đang tổ chức buổi tiệc cuối cùng trước khi chớt thôi đợi đến ba ngày sau tam tông tranh tài bắt đầu gặp đệ tử linh tiêu và thiên ảnh thì cứ rớt thẳng không cần nương tay đừng quên lần tranh tài này chúng ta đã có lệnh của tông chủ rớt sạch thiên tài của linh tiêu tông để 10 năm tới họ không còn thiên tài để phát triển nghe vậy đám đông đứng sau lặng lẽ siết chặt nắm đấm mặt lạnh như băng trên ngọn núi cao nhất điện của tông chủ trên đài cao vạn trọng sơn ngồi trên chiếc ghế có khắc hình đám mây và cùng kỳ trên người mặc áo bào vàng dù không để lộ linh lực và uy áp bản thân nhưng là người đứng đầu một tông trên người ông ta có khí chất của người ngồi trên cao làm tất cả kính sợ mà đứng hai bên ông ta là mấy trưởng lão chấp sự trong tông môn mặc áo bào xanh và bốn vị điện chủ còn dưới đài cao là trưởng lão thất huyền tông tới đây chào hỏi lục bàn vạn trọng sơn nhẹ nhàng nâng tay cầm ly trà bên cạnh lên nhấp một ngụm rồi bình thản hỏi lục trưởng lão ngươi dẫn theo nhiều đệ tử tinh anh tới thăm viếng linh tiêu tông bổn tọa đã cho người sắp xếp lần này ngươi tới đây để gặp ta là vì chuyện gì nữa đôi mắt đẹp của hàn giang tuyết cũng nhìn sang lục bàn lão già này bụng dạ xấu xa nàng ta có thể cảm giác được lần tranh tài của ba tông lần này sẽ không thuận lợi như năm rồi lục bàn nhìn vạn trọng sơn như đang phóng thích áp lực trên đài chắp tay nói vạn tông chủ không dám giấu dếm tông chủ lần này thất huyền tông tới thăm linh tiêu tông không chỉ để tham gia tam tông tranh tài mà còn vì một việc khác mong vạn tông chủ cho phép chuyện gì nói trước ta nghe xem vạn trọng sơn không lập tức đồng ý mà vẫn lạnh nhạt hỏi tông chủ tiền nhiệm của thất huyền tông chúng ta từng có một thứ tên là ấn thần đại địa là bảo vật trấn tông của thất huyền tông chúng ta nhưng chúng ta tìm kiếm thứ đó đã lâu mà không ngờ nó lại ở trong tay một đệ tử của quý tông mong linh tiêu tông thành toàn giao ra thứ kia tông ta sẽ hậu tạ lục bàn trầm giọng nói lời này vừa được nói ra mấy trưởng lão chấp sự trên đài cao đang cười bỗng cứng đờ trong đôi mắt đẹp của hàn giang tuyết hiện lên tia băng giá ấn thần đại địa này là bảo vật tuyệt thế thuộc về thần linh chẳng phải thứ đó đang ở trong tay Trần Mộc sao? Quả nhiên Thất Huyền Tông này vẫn không từ bỏ, dám tìm tới Linh Tiêu Tông để đòi hỏi. Hàn Giang Tuyết nhíu mày, đứng ra trước, "Ấn thần đại địa của quý tông mà quý tông không giữ gìn đàng hoàng, bị mất là do lỗi của các vị. Trần Mộc có được nó thì đó là cơ duyên của hắn." Huống chi, "Theo ta biết thì ấn thần đại địa này là thứ do một vị tiền bối thái cổ tạo ra, sao lại thành bảo vật trấn tông của các vị? Đúng là nói năng vô căn cứ." Lục Ba nhìn Hàn Giang Tuyết, chắp tay nói, "Hàn cô nương người đời đều biết tông ta giữ gìn ấn thần đại địa mấy trăm năm các đời tông chủ đều truyền lại cho thế hệ sau đối với thất huyền tông chúng ta nó có ý nghĩa quan trọng không thua gì tông tỷ hiện bị thất lạc bên ngoài đệ tử quý tông nhặt được chẳng lẽ không nên trả lại sao ông ta vừa nói xong ngay cả mấy trưởng lão linh tiêu tông cũng giận tới mức mặt đỏ bừng thất huyền tông đúng là mặt dày trơ chẽn như trong lời đồn mặt hàn giang tuyết lại lạnh thêm vài phần theo cách nói của quý tông chỉ cần là đồ mà thất huyền tông cầm trong tay thì nó vĩnh viễn thuộc về thất huyền tông sao buồn cười đồ vật trong thiên hạ đều là vật vô chủ ai có năng lực thì có thể sở hữu lục trưởng lão không rõ đạo lý này sao sắc mặt lục bàn có chút khó coi hàn cô nương nếu ta đoán không nhầm thì ấn thần trong tay đệ tử quý tông lấy từ đại trưởng lão của thất huyền tông chúng ta chẳng lẽ cướp đồ của người khác xong thì không nên trả lại à hay là linh tiêu tông các người là lũ trộm cướp thích giành lấy đồ vật của người khác ngươi hàn giang tuyết tức tới mặt tái mét lão giả vô liêm sĩ nhưng không đợi nàng ta nói thêm vạn trọng sơn đã đập bàn đứng dậy hừ vạn trọng sơn hừ lạnh một tiếng trong mắt bắn ra hai tia sáng lạnh sắc bén nhìn thẳng lục bàn tức giận nói lục trưởng lão ngươi đang ăn nói sằng bậy đấy đồ của các ngươi mất đó là do các ngươi bất lực các ngươi không tìm nguyên do từ bản thân mà đổ tội cho tông chúng ta sao thấy vạn trọng sơn tức giận lục bàn không tiếp tục tranh cãi chắp tay thản nhiên nói vạn tông chủ ấn thần đại địa cho tới nay đều thuộc về thất huyền tông là bảo vật chấn tông dù các vị nghĩ gì thì đều không quan trọng tóm lại thất huyền tông chúng ta nhất định phải lấy nó về mong tông chủ thành toàn lời lục bàn vô cùng cứng rắn trong đó chứa đựng thái độ không cho phép từ chối sắc mặt vạn trọng sơn trở nên tàn nhẫn ông ta hung dữ nói thất huyền tông các ngươi đúng là quen thói bá đạo mà nói lấy là lấy được sao buồn cười lục bàn trưởng lão ta thấy lần này ngươi tới không phải tới tham gia tranh tài mà là đến để uy hiếp bổn tọa giọng vừa dứt sát khí vô hình tràn ra đánh úp về phía lục bàn không gian xung quanh lục bàn như bị vặn vẹo mặt đất chỗ ông ta đứng bắt đầu xuất hiện vết nứt nhưng sắc khí này hoàn toàn không dọa được lục bàn vạn tông chủ thất huyền tông và linh tiêu tông xưa nay hòa thuận mong vạn tông chủ nghĩ lại đừng vì một tên đệ tử nội môn mà làm tổn thương hòa khí giữa hai tông hư vạn trọng sơn hư lạnh phất tay áo lục trưởng lão bổn tọa tôn trọng ngươi là khách nên chưa đãi thất huyền tông chu đáo nhưng các ngươi đừng cho rằng linh tiêu tông mềm yếu được đăng chân lân đằng đầu nhé những năm gần đây trong tam tông tranh tài đệ tử tông ta đúng là không quá nổi bật thiên tài chớt trong tay thất huyền tông các ngươi cũng không ít nhưng đừng cho rằng các ngươi có thể uy hiếp chúng ta đệ tử trẻ tuổi không bằng người nhưng những kẻ cầm quyền là chúng ta còn chưa chớt đâu về việc ấn thần đại địa không cần nhắc lại nữa mời về đi lục bàn cười mỉa như đã dự đoán được kết quả này chắp tay nói nếu vạn tông chủ đã không chịu trả chúng ta cũng không làm khó các vị dù sao đây cũng là địa bàn của linh tiêu tông nhưng vạn tông chủ à Thực lực hiện tại của Thất Huyền Tông chúng ta thế nào? Tông chủ cũng biết nhỉ, ta khuyên Tông chủ một câu, đồ của Thất Huyền Tông không dễ lấy vậy đâu." Vạn Trọng Sơn liếc mắt, sắc khí lạnh lẽo lóe lên, "Ngươi đang khiêu khích uy nghiêm của bổn tọa sao?" "Không dám." Tại hạ nói hết lời, mong Vạn Tông chủ nghĩ lại. Xin cáo từ." Lục Bàn cung kính chắp tay, lùi ra ngoài rồi rời đi. "Đúng là càn rỡ, một trưởng lão Thất Huyền Tông mà đã dám như vậy, đúng là không coi ai ra gì." Hàn Giang Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói nàng ta không ngờ lục bàn lại dám kiêu ngạo như vậy khi mới để không chỉ xúi dục đệ tử xỉ nhục đệ tử nội môn linh tiêu tông mà hiện tại còn dám ngông cuồng đe dọa và uy hiếp trắng trợn thái độ và lời nói hoàn toàn không hề đặt hai bên ngang hàng mà như một tông bề trên đang ra lệnh cho tông môn bề dưới tần thạch long cười lạnh cái này thì trách ai được dù sao trần mộc kia cũng hành động không biết nể năng ai tần thạch long nhìn vạn trọng sơn chắp tay nói tông chủ ấn thần rơi vào tay một thằng nhóc cảnh giới thông thiên ta cảm thấy có chút lãng phí theo ý ta thì nếu thất huyền tông đã đòi thì chúng ta cứ trả, thậm chí còn có thể đề ra yêu cầu với họ để đạt được lợi ích lớn hơn. Tông chủ thấy sao? Tần Thạch Long, Hàn Giang Tuyết gầm lên, mặt lạnh lẽo, ngươi có thể giữ lại chút tự tôn được không? Trần Mộc là đệ tử tông môn chúng ta. Lần này thất huyền tông tới đây chèn ép đệ tử chúng ta, gần như là muốn dẫm đạp lên thể diện tông môn. Cuối cùng chính Trần Mộc đứng ra bảo vệ thể diện tông môn chúng ta đó. Bây giờ Trần Mộc đứng trước chống lại kẻ thù, ngươi núp phía sau đâm chọt hắn, ngươi không cảm thấy hành động này làm người ta thất vọng sao ngươi không thể làm người đàng hoàng được à sắc mặt tần thạch long u ám dữ tợn hàn giang tuyết lợi ích cá nhân sao có thể so với lợi ích cả tông huống chi ấn thần ở trên tay hắn cũng là lãng phí hắn không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của nó giao cho tông môn đổi được càng nhiều tài nguyên tu luyện sau đó lại chia một phần tài nguyên này cho trần mộc vậy chẳng phải rất tốt à tốt ngoạ tào ngươi nếu ngươi dám đụng vào ấn thần trên tay trần mộc có tin ta phế ngươi không hàn giang tuyết giận dữ nói được rồi vạn trọng sơn thấy hai người bắt đầu cãi nhau thì có chút đau đầu nhưng ấn thần trong tay trần mộc đúng là củ khoai nóng phòng tay có quá nhiều kẻ ngấp nghé nên biết hiện tại trần mộc cũng chỉ mới phát huy được một hai phần của ấn thần thôi nếu phát huy toàn bộ thì đó đúng là trận chiến long trời lửa đất rồi một bảo vật có liên quan tới sức mạnh pháp tắc thì không phải kẻ tầm thường nào cũng có thể ngăn chặn địa điện chủ do dự một chút mới đứng dậy chắp tay nói tông chủ theo ý ta thì tạm thời đè chuyện này xuống tốc độ tên nhóc kia cực kỳ đáng sợ nếu cướp đồ của hắn e là sẽ làm hắn bất mãn linh tiêu tông khó lắm mới có một thiên tài chống lại được người của thất huyền tông nếu bỏ qua như thế thì quá đáng tiếc ừ vạn trọng sơn gật đầu với tốc độ tiến bộ của trần mộc hắn nhất định sẽ có cơ hội chặn lại thiên tài của thất huyền tông thiên tài như thế nếu mà bỏ qua thì đúng là đáng tiếc vậy tạm thời thế đi áp xuống trước nơi này là địa bàn của linh tiêu tông dù lục bàn có 10 cái gan cũng không dám làm bậy ở đây vạn trọng sơn nói Tiếp theo, Vạn Trọng Sơn phất tay, bảo mọi người giải tán, mấy người Hàn Giang Tuyết chắp tay, lần lượt lui ra, nhưng khi đi được một lúc, Hàn Giang Tuyết mới thấy một bóng người vội vã chạy tới, quỳ trên đất cung kính nói, xin truyền lời cho tông chủ, đại diện của Hoàng thất Ninh Quốc tới thăm viếng Linh Tiêu Tông, tiếp đón đi, Vạn Trọng Sơn nói, trong linh điện, Hàn Giang Tuyết quay trở lại, lo lắng tới mức nhíu chặt mày như thể trong lòng có rất nhiều tâm sự, Trình Vũ Hiên có vẻ đã nhìn ra nên hỏi, Hàn tỷ, xảy ra chuyện gì thế? trần mộc cũng tiến lên hàn giang tuyết nhìn trần mộc cắn răng kể lại mọi chuyện trong chủ điện nàng ta cứ ngỡ trần mộc nghe xong sẽ lo lắng nhưng nào ngờ trần mộc không chỉ lo lắng mà còn cười mỉa hóa ra là chuyện này lão già kia tới linh tiêu tông đúng là không phải chỉ vì tam tông tranh tài hàn giang tuyết nghiêm túc nói ngươi phải chú ý hơn lần này thất huyền tông tới e là đã chuẩn bị rất kỹ rồi ta biết trần mộc gật đầu nhưng những đệ tử thất huyền tông kia không phải là thứ mà trần mộc để ý nhất bất chợt trần mộc như nhớ tới gì đó Hàn Tỷ, linh căn của ngươi bị tổn hại, cảnh giới thụt lùi, vậy ngươi cảm thấy nếu linh căn của mình khôi phục, thực lực có thể đạt tới cấp độ nào?" Hàn Giang Tuyết khó hiểu nhìn hắn, cuối cùng vẫn đáp: "Ta có thể khôi phục tới cảnh giới Vạn Pháp Đỉnh." Vạn Pháp Đỉnh là cảnh giới năm xưa khi Hàn Giang Tuyết chưa bị tổn thương linh căn. Năm đó, vì một lần đại nên linh căn mới bị tổn thương, tu vi thụt lùi. Nếu không với thiên phú và thực lực của nàng ta là có thể đè ép những người cùng thế hệ tới mức đối phương không ngóc đầu nổi. "Ngươi hỏi việc này làm gì?" Hàn Giang Tuyết tò mò nhìn hắn, Trần Mộc cười, mở lòng bàn tay, một tia sáng lóe lên, sau đó là một viên đan dược xanh đậm mượt mà xuất hiện, đan dược sáng bóng trơn nhẵn, chứa đựng sức sống. Đan dược này là Thiên Tâm Phục Linh Đan, có thể chữa trị linh căn, tặng cho ngươi, Trần Mộc nói. Đồng tử Hàn Giang Tuyết vô thức giãn ra, sau khi linh căn tổn thương, không phải nàng ta chưa từng cầu xin trưởng lão Đông Phương Dịch luyện đan, nhưng dù là luyện dược sư cấp 7, Đông Phương Dịch cũng không thể luyện chế ra đan dược chữa trị linh căn thần kỳ như vậy mà trần mộc thật sự đã luyện ra được tiểu tử ngươi thật sự đã luyện ra cho ta sao đôi mắt đẹp của trần mộc không dám tin nhìn trần mộc chẳng lẽ tên này có năng lực luyện đan còn xuất sắc hơn trưởng lão đông phương dịch vậy ngươi có muốn hay không không cần thì ta cất trần mộc bày ra vẻ muốn thu tay lại lúc này hàn giang tuyết mới vội cướp lấy đan dược trong tay trần mộc cẩn thận cầm trong tay coi nó như bảo vật trong mắt lóe lên tia sáng nóng bỏng thấy dáng vẻ của hàn giang tuyết như vậy trần mộc cười khẽ không cười nhạo đối phương vì hắn biết linh căn tổn hại là chuyện đau khổ cỡ nào có phản ứng kịch liệt như vậy cũng hợp lý có lẽ nhận ra mình đã thất lễ hàn giang tuyết đỏ mặt nhỏ giọng nói cảm ơn ngươi thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua mà trong ba ngày này không khí trong linh tiêu tông vô cùng náo nhiệt vì không chỉ có thất huyền tông và thiên ảnh tông tới mà còn nhiều thế lực lớn ở nam châu cũng tề tựu trong khoảng thời gian ngắn tình hình vô cùng náo nhiệt ngày hôm đó sáng sớm mọi người tập hợp ở quảng trường trung tâm nói này là chỗ tỉ thí đợt trước nhưng hôm nay đây sẽ là chiến trường của ba tông. Tam tông tranh tài không phải ai cũng được tham dự mà là phải lọt vào top 100 trong cuộc thi tông môn vừa rồi mới có tư cách này. Khi Hàn Giang tuyết dẫn theo mấy đệ tử nòng cốt tới thì trên quảng trường đã kín chỗ. Linh Tiêu Tông quyết thắng, Linh Tiêu Tông quyết thắng, Linh Tiêu Tông quyết thắng. Từng âm thanh như tiếng sấm vô cùng vang dội, quanh quẩn trên quảng trường. Phần đông đệ tử nội môn của Linh Tiêu Tông đều rất hưng phấn. Lần trước chỉ là tỉ thí trong tông môn thôi nhưng đây là trận tranh tài của ba tông môn liên quan tới thể diện của tông môn không ai muốn mình bị đạp xuống mà trên đài cao từng hàng chỗ ngồi được bày ra người ngồi hôm nay không phải trưởng lão tông môn mà là người nắm quyền của các thế lực lớn tại nam châu có thất huyền tông thiên ảnh tông ba gia tộc võ đạo lớn nhan gia tề gia dương gia và người cầm quyền của rất nhiều thế lực lớn nhỏ khác trần mộc đứng trong đám đông đôi mắt thân thúy kinh ngạc nhìn hai chỗ ngồi ở khu vực chính giữa tại đó có một ông lão tiểu tụy người gầy gò tứ chi như cây củi mặc áo bảo màu cho hốc mắt hõm xuống bên trong tỏa ra ánh sáng thú vị không ngờ ông ta cũng tới trần mộc nói hạ chỉ lan và hạ phi vũ thấy ông lão kia thì biến sắc trong mắt bắn ra tia sáng lạnh thấu xương lão già gầy còm kia chính là một cường giả vạn pháp của tông thất ninh quốc trước đó đi theo tam hoàng tử từng đánh nhau với mấy người trần mộc ở rừng rậm trấn thiên tâm tại biên giới ninh quốc sao các ngươi biết à hàn giang tuyết kinh ngạc hỏi biết còn từng đánh nhau với ông ta trần mộc đáp hàn giang tuyết nhìn thoáng qua ông già kia đây là cường giả đại diện cho hoàng thất ninh quốc tới dự tên là hồ uyên lần này có hai trong bảy nước lớn tới lần lượt là ninh quốc và ngụy quốc mà người đàn ông trung niên bên cạnh lão già kia là cường giả vạn pháp ngụy quốc chu tiến trung có lẽ đã nhận thấy được ánh mắt của trần mộc ánh mắt hồ uyên cũng rời sang trần mộc bốn mắt nhìn nhau trên mặt hồ uyên xuất hiện nụ cười lạnh lẽo trần mộc rũ mắt xem ra lần này kẻ muốn lấy mạng hắn không ít trên đài cao đôi mắt lạnh buốt của hồ uyên liếc qua nhìn trần mộc vài lần sau đó lại lặng lẽ nhìn sang hướng khác không tỏ ra khác lạ ngay sau đó hắn ta liếc mắt nhìn gần trăm tinh anh mà lần này linh tiêu tông đưa đến cười nhạt rồi nói với vạn trọng sơn bên cạnh vạn tông chủ này dạo này linh tiêu tông phát triển tốt quá nhỉ mấy đệ tử trẻ tuổi đều bộc lộ tài năng khi còn sớm rất nhiều đạt tới cảnh giới thần tàng rồi nếu thực lực đó có ở ninh quốc của chúng ta chắc đã là cao thủ võ đạo hàng đầu rồi đấy vạn trọng sơn hơi phe phẩy tay cười nói Hồ Lão Huynh nói đùa rồi, quan niệm về bồi dưỡng giữa tông môn và đại quốc có nhiều điểm khác biệt mà thôi. Tất cả tài nguyên của chúng ta đều tập trung vào những người trẻ tuổi có thiên phú mạnh về võ đạo, mặc dù bồi dưỡng được các cao thủ trẻ tuổi có thực lực mạnh mẽ, nhưng số lượng như thế lại không nhiều, không sánh được với trăm vạn hùng binh của Ninh Quốc các người, có trăm vạn thiết kỵ của Ninh Quốc trước mặt, cho dù là cường giả ở cảnh giới vạn pháp cũng phải ngã xuống mà. Hồ Uyên lắc đầu, cười nhạt nói, vạn tông chủ khiêm nhường rồi, khi võ đạo đạt đến mức tận cùng thì ưu thế về số lượng sẽ không còn lớn nữa vạn trọng sơn chắp tay không nói nhiều lời hơn lúc này đây đông đảo đệ tử trẻ tuổi thất huyền tông và thiên ảnh tông cũng lần lượt tiến vào trung tâm quảng trường đặc biệt là khi nhóm đệ tử tinh anh của thất huyền tông đến không khí xung quanh thay đổi khá rõ rệt rất nhiều đệ tử linh tiêu tông nhìn thấy hứa hướng thạc và tần như nguyệt thì sắc mặt đều có phần nghiêm nghị trong hội võ tam tông lần này thất huyền tông cử đệ tử với tổng thực lực mạnh hơn những năm trước rất nhiều Sao Linh Tiêu Tông càng lúc càng thụt lùi thế này, chỉ có người ở tầng 1 tầng 2 của cảnh giới thần tàng thế này thì có thể đại diện tinh anh, tham gia xuất chiến trong hội võ Tam Tông sao. Trong đám người, một đệ tử của thất huyền đưa mắt nhìn liếc qua chỗ Linh Tiêu Tông, nở nụ cười trêu tức, hứa hướng thạc không nói gì mà nhìn chằm chằm vào một góc giữa đám người, thiếu niên đó mặc áo quần màu lam nhạt, trong mắt hắn ta khó có thể kiềm chế được sát ý, hình như nhận ra được ánh mắt của hứa hướng thạc, Trần Mộc cũng nhìn sang, nhưng mà, ánh mắt của hắn chỉ lướt qua người đối diện trong vẻn vẹn một giây sau đó thì nhìn sang chỗ khác chuyển sang người tần như nguyệt cái kiểu thờ ơ trước sau như một đó khiến cho hứa hướng thạc hận trần mộc đến thấu xương hắn ta cho rằng với thực lực của mình thì trần mộc thấy hắn phải sợ sệt mới đúng nhưng cái dáng vẻ thờ ơ nhàn nhã của trần mộc lại làm cho hắn có cảm giác mình như một vai hề với hứa hướng thạc đương nhiên là trần mộc cũng chẳng quá chú tâm ngược lại hắn lại để ý tần như nguyệt không biết vì sao đã nửa năm trôi qua nhìn thấy tần như nguyệt lần nữa hắn lại mơ hồ cảm thấy đối phương có vẻ không bình thường luồng linh lực cuồng bạo trên người nàng ta dường như có một làn sóng tà ác đặc biệt nào đó trộn lẫn vào trong đó đôi mắt xinh đẹp của tần như nguyệt cũng nhìn chăm chú vào trần mộc trong lòng nàng ta thoáng nghi ngờ chẳng lẽ hắn ta phát hiện được gì rồi một giọng nói già nua khàn khàn đáp lại không thể nào ngay cả ông già vạn trọng sơn còn không phát hiện được sự tồn tại của ta một tiểu bối còn chưa bước vào cảnh giới thần tàng như hắn sao có thể có thể nhận được sự tồn tại của ta kia chứ nói chung cô cứ làm theo kế hoạch của ta làm là được chắc chắn cô có thể rớt hắn vậy thì tốt Tân như nguyệt siết chặt nắm đấm trong đôi mắt nàng ta lóe lên vẻ uy nghiêm và lạnh lùng đáng sợ nàng ta biết lão già trong thân thể nàng và sư phụ của nàng đã giao dịch với nhau chuyện gì đó tạm thời vào ở trong thân thể của nàng ta nhưng mà nàng ta cũng không quá quan tâm chỉ cần có thể rớt chớt được trần mộc cho dù phải trả giá thê thảm đi chăng nữa nàng cũng đồng ý ở trung tâm quảng trường tiếng người ồn ào náo nhiệt một trưởng lão chấp sự mặc áo bào màu xanh đi lên giữa võ đài hôm nay là ngày linh tiêu tông cử hành hội võ tam tông này đa tạ các vị đã đến đây cổ vũ những người đang ngồi đây đều là người quen cả cũng không cần lão phu phải nói thêm gì nữa hiện tại hội võ tam tông chính thức bắt đầu tỷ thí không có quy tắc nào khác cả người đầu hàng thì thua chớt là thua nhưng mà lão phu cũng xin khuyên một câu từ lúc ban đầu khi hội võ tam tông được lập tổ chức chúng ta muốn lấy võ để kết giao cho dù là đệ tử bổn môn hay đệ tử hữu tông, tốt nhất là nên bàn luận võ thuật mà thôi, giữ lại một con đường nếu sau này mọi người còn có ngày gặp nhau. Gặp lại, nghe nói vậy, một đệ tử thất huyền tông cười gần lên tiếng, chưa chắc mấy người có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai đâu, còn gặp lại cái gì, đúng là nói chuyện viển vông. Trưởng lão chấp sự tiếp tục nói, bây giờ sẽ bắt đầu tỉ thí, vòng thứ nhất, thiên ảnh tông liễu xương, đối chiến linh tiêu tông trường bình. Rất nhanh, hai bóng người trẻ tuổi lần lượt nhảy lên võ đài. Sư huynh, xin chỉ giáo khách sáo rồi hai người nhìn nhau rồi ôm quyền bắt đầu chiến đấu trong lúc luồng linh lực cuồng bạo đồng thời bùng nổ hai người họ va chạm kịch liệt vào nhau mấy đốm lửa lóa mắt bùng lên khiến tất cả mọi người ở đó đều không phản ứng nổi cuối cùng lúc tiếng nổ nặng nề vang lên đệ tử thiên ảnh tông liễu sương bị đánh bay ra ngoài sau khi nói hai chữ đầu hàng cuộc chiến đến đây là kết thúc cả hội trường vang lên tiếng hoan hô cuộc chiến này vô cùng đặc sắc nhưng cuối cùng hai bên đều không dùng sát chiêu coi như là giữ lại mặt mũi cho đối phương. Hừ, đúng là vô vị, cái này mà gọi là chiến đấu gì chứ? Mấy cô nương đùa giỡn ở nhà à? Một đệ tử Thất Huyền Tông giễu cợt nói. Vòng tỷ thi thứ hai, đệ tử Linh Tiêu Tông dư thịnh, đối chiến với đệ tử Thất Huyền Tông Trang Lượng, trưởng lão chấp sự tiếp tục tuyên bố. Động tác gọn gàng một chút, rớt hắn đi, hứa hướng thạc thản nhiên nói, trong lời nói của hắn không giấu dếm sát ý của mình, khiến cho người khác bất giác run lên. Chuyện nhỏ, tên đệ tử vừa mới lên tiếng giễu cợt kia cười lạnh một tiếng, hắn nhảy xuống đi tới lôi đài mà ở phía linh tiêu tông một thanh niên trẻ tuổi cao lớn cũng đi lên lôi đài đối mặt với đệ tử thất huyền tông hắn không dám khinh thường mà ôm quyền nói xin chỉ giáo nói xong hắn đưa tay về phía không khí một ánh sáng lóe lên biến thành một cây đao lớn màu xanh rơi xuống cánh tay tráng kiện của hắn linh lực hùng hồn từ trong cơ thể được phóng thích ra ngoài khiến cho thực lực ở tầng một của cảnh giới thần tàng cũng được bùng nổ đến đỉnh điểm ngay từ lúc bước ra hắn đã xông về phía trang lượng đứng đối diện hừ trang lượng hừ lạnh một tiếng cơ thể sừng sững bất động cạch tiếng gió xe rít gào đệ tử linh tiêu tông dư thịnh đã đứng trước mặt hắn cây đao mang theo ánh đao ác liệt chớm về phía người hắn lúc này đây thậm chí mọi người còn không nhìn thấy rõ trang lượng vừa mới di chuyển như thế nào chỉ thấy một ánh sáng lóe lên trước mắt làm cho lưỡi đao của dư thịnh phải chớm hụt ở phía sau dưới đài không biết là ai hét lên một câu dư thịnh biến sắc nhưng mà đợi đến khi hắn phản ứng lại được trang lượng đã vung đao lên xuất hiện ở phía sau lưng hắn. Tiểu sư đệ à, đao không dùng như thế đâu. Để sư huynh tới dạy cho đệ nhé. Trong mắt trang lượng lóe lên sát ý lạnh như băng. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người ở đó đều trợn to trong mắt. Lưỡi đao lớn cứ thế bổ về dư thịnh. Ta đầu hàng, đồng tử dư thịnh co rụt lại. Cảm nhận được uy hiếp tử vong, hắn ta lập tức hét lên. Thế nhưng dù hắn ta đã nói ra hai chữ đầu hàng, thanh đại đao kia vẫn bổ thẳng xuống đầu hắn. Rạch, máu tươi bắn ra như suối. Máu văng ngập trời, nhuộm đẫm lôi đài vốn sạch sẽ thành màu đỏ hồng cái đầu của hắn ta lăn lông lốc xuống dưới trang lượng dẫm chân lên không thương tiếc nguyên cái đầu bị hắn ta dẫm nát dư sư huynh bên phía địa điện rất nhiều đệ tử gào lên bi thảm trang lượng lại huynh hoang cười với đệ tử địa điện xin lỗi nhé lỡ chân ba giây từ khi cuộc chiến bắt đầu đến lúc kết thúc chỉ mất có ba giây đồng hồ một cường giả cảnh giới thần tàng tầng thứ nhất của linh tiêu tông đã bị người ta rớt trước không toàn thây cảnh này khiến rất nhiều người ngồi đó bàn tán đám kia đúng là lũ xúc sinh rõ ràng đã kêu đầu hàng rồi tại sao vẫn hạ tử thủ bên phía địa điện một nữ đệ tử cắn môi ấm ức nói vô số đệ tử linh tiêu tông trợn mắt tức giận vẻ mặt vô cùng khó coi lỡ chân gì chứ lời nói dối này nực cười biết bao người bình thường nói lỡ chân còn có sức thuyết phục nhưng một cường giả cảnh giới thần tàng đã sớm khống chế được sức mạnh toàn thân mình đến mức lô hỏa thuần thanh làm gì có chuyện lỡ điều này chứng tỏ dù có vi phạm quy tắc cũng muốn rớt người người này không hề để quy tắc vào mắt trình vũ hiên cắn răng tức giận nói về phần trần mộc tựa hồ hắn đã sớm dự liệu được những chuyện này vẻ mặt cũng không có chút dao động nào hắn biết lần này thất huyền tông đến với ý đồ rớt người sao có thể nương tay cho được vạn tông chủ đừng giận nhé tên đệ tử này của ta xuống tay chẳng biết nặng nhẹ gì bao giờ về ta sẽ dạy dỗ lại trưởng lão lục bàn của thất huyền tông chắp tay cười nhẹ với vạn trọng sơn sắc mặt vạn trọng sơn xanh mét hai tay siết chặt đệ tử nội môn tranh đấu với nhau có thương vong là việc không thể tránh nhưng bây giờ trước mặt bao người tất cả đều là nhân vật lớn có danh tiếng tên kia vẫn ra tay độc ác như thế hiển nhiên muốn dẫm thể diện linh tiêu tông xuống chân dù vậy ông ta cũng không được tức giận vì khi võ giả quyết đấu với nhau có người chết là chuyện bình thường lục trưởng lão quá lời rồi nay chỉ có thể chứng minh thất huyền tông đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết bồi dưỡng đệ tử mới dạy ra được đệ tử có thực lực như thế vạn trọng sơn chấp tay nói ha ha lục bàn cười lạnh thấy vạn trọng sơn cắn răng nuốt cơn tức vào bụng trong lòng ông ta vui sướng biết bao nhưng giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi tiếp theo vẫn còn bất ngờ lớn đang chờ ở phía sau cuộc tỷ thí tiếp theo trần mộc của linh tiêu tông đầu với vương mãng của thất huyền tông chấp sự trưởng lão tiếp tục tuyên bố đến phiên mình nhanh vậy ư trần mộc kinh ngạc nhưng khi nhìn qua trưởng lão chấp sự thì hắn đã hiểu hiển nhiên đến chính trưởng lão chấp sự cũng tức giận muốn trần mộc lên cứu vớt thể diện dưới ánh nhìn chăm chú của rất nhiều người trần mộc nhảy lên lôi đài đôi mắt sâu nhìn về phía thất huyền tông không một tia gợn sóng thằng khó này cuối cùng cũng lên sân rồi bên phía thất huyền tông khá đông đệ tử nắm chặt tay vẻ mặt đằng đằng sát khí hiện tại có rất nhiều đệ tử thất huyền tông hận trần mộc đến nghiến răng nghiến lợi chỉ hận không thể băm hắn ra trong đám đông một thanh niên da hơi ngăm bước ra hắn ta nhìn trần mộc sau đó nhảy xuống bước lên trên lôi đài và lúc này bầu không khí toàn trường đã bị đẩy lên cao trào đông đảo đệ tử linh tiêu tông kích động đến đỏ mặt không biết tại sao một tên nhóc bị tất cả mọi người khinh thường lúc mới nhập tông dần dần sau nửa năm tranh đấu kịch liệt đã trở thành trụ cột của tất cả đệ tử linh tiêu tông khi nhìn thấy hắn bước lên đài tâm trạng bọn họ phấn khích hơn hẳn vạn tông chủ đây là người đặt hàng nhất của quý tông trong lần thi điện vừa rồi ư trên đài cao chu tiến trung của ngụy quốc tò mò đánh giá trần mộc trong mắt lộ vẻ kinh ngạc sau khi thử cảm ứng ông ta nhận thấy rõ thực lực của trần mộc chỉ mới đến tầng thứ 9 cảnh giới thông thiên thậm chí còn chưa bước chân vào cảnh giới thần tàng thực lực như vậy chỉ sợ còn kém hơn cả dư thịnh ban nãy không ngờ lại đứng số một trong cuộc thi điện vạn trọng sơn cười nhạt chu huynh đây đúng là đệ tử đứng thứ nhất trong kỳ thi điện linh tiêu tông chúng ta ồ ta cũng muốn xem thử vị đệ tử này mạnh mẽ đến mức nào đó khóe môi chu tiến trung nhếch lên đầy hứng thú hai mắt tập trung xuống bên dưới hàn giang tuyết nhìn chằm chằm về phía thất huyền tông với ánh mắt lạnh thấu xương sau đó lạnh lùng nói với trần mộc trần mộc làm thịt hắn ta đi bên trên lôi đài tên đệ tử thất huyền tông tên vương mãng kia đang đánh giá trần mộc cười lạnh nói tiểu tử ta biết thực lực của ngươi rất mạnh đến cả cường giả thần tàng tầng thứ năm cũng không phải là đối thủ vì thế nên ta sẽ dốc hết sức đối phó với ngươi dầm toàn thân vương mãng chấn động linh lực mênh mông như biển phóng vút lên khiến mây trời đổi sắc ánh sáng xanh chói lòa bao phủ cả trời lao xuống mặt đất một cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ quét dọc theo khoảng không xung quanh khiến bên dưới lôi đài phát ra tiếng nứt loại dao động linh lực này đã đạt đến đỉnh tầng thứ năm cảnh giới thần tàng còn mạnh hơn tên đệ tử thất huyền tông bị trần mộc rớt khi trước vài phần ngoài sân vô số đệ tử linh tiêu tông thay đổi sắc mặt với thực lực như vậy đặt trong linh tiêu tông bọn họ đã là thiên tài tuyệt đỉnh đối mặt với luồng uy áp linh lực vọt tới như thủy triều kia sắc mặt trần mộc vẫn bình tĩnh khóe miệng cười khẽ sức mạnh này có thể rất mạnh với người khác nhưng đối với trần mộc thì vẫn yếu lắm tiện tay là bóp chớt được chớt đi cho ta vương mãng quát lên một tiếng thân hình vừa động khi thế dung trời như mãnh hổ xuống núi lao về phía trần mộc hắn ta siết chặt lòng bàn tay một thanh trường thương màu xanh dài chừng tám thước xuất hiện trong tay hắn linh lực cuồn cuộn như hồng thủy rót hết vào trong ngay tức khắc một loại thương ý huyền bí khó lòng miêu tả nổi xuất hiện cộng hưởng với không gian xung quanh mang theo ánh sáng chói mắt lao về phía yết hầu trần mộc giờ phút này hiển nhiên vương mãng không có ý định giữ lại thực lực nữa đến thương ý cũng thi triển ra thương mang xuyên qua trời cao dưới chấn động cuồng bạo vô cùng kia không gian xung quanh trần mộc cũng bắt đầu vặn vẹo cuồng phong lạnh thấu xương thổi bay cả vạt áo hắn lên thay thế trần mộc nhếch miệng lộ ra vẻ đam chiêu đôi mắt thâm thúy hiện ra hàn ý lạnh thấu xương chỉ thấy thân thể hắn lóe lên một cái dưới ánh mắt trợn tròn của mọi người hắn biến mất ngay tại chỗ vút tiếng xe gió sắc bén thân hình trần mộc như quỷ hồn chỉ trong nháy mắt đã dùng một góc độ cực kỳ lắt léo tránh được thương mang như thiểm điện kia nhanh quá trong lòng vương mãng nhảy lên một cái gần như chỉ trong chớp mắt hắn trơ mắt nhìn trần mộc tránh được thương mang lao đến trước người hắn thân thể hắn phản ứng theo bản năng sau lưng lạnh toát hắn lập tức nâng một tay khác lên đánh về phía đầu trần mộc nhưng lúc này tốc độ của trần mộc lại nhanh hơn hắn chỉ thấy một cánh tay đưa ra linh lực minh mông toát ra từ đầu ngón tay hóa thành long chảo phủ kín long lân bóp chặt cổ họng hắn trong chớp mắt đó vương mãng cảm nhận được sát cơ lạnh thấu xương tỏa ra từ người trần mộc loại sát cơ này nồng đậm đến mức khiến hắn như rơi vào hầm băng lạnh lẽo thấu xương bóng ma tử vong không thể hình dung được bắt đầu bao phủ giờ khắc này hắn hắn cảm nhận được rõ ràng bọn họ không phải là người cùng một cấp độ chênh lệch quá lớn ta đầu hàng ta đầu hàng ta đầu hàng vương mãng liều mạng quá to giống như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng nhưng mà một giây sau trần mộc đột nhiên dùng sức tiếng xương gãy lập tức vang lên cổ vương mãng bị cắt đứt ngay tại chỗ đầu tách khỏi cơ thể Cùng Phong cũng dừng lại, không gian dường như dừng lại ở giờ phút này, ngay sau đó, một dòng máu tươi phun ra, nhuộm đỏ lôi đài này, trường thương màu xanh trong tay Vương cũng rơi bịch xuống đất, không thu tay lại kịp, Trần Mộc lạnh nhạt nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, giải thích, toàn trường yên tĩnh im ắng, thời gian dường như bị đông cứng lại ở giờ phút này, cho dù trên đài cao có rất nhiều người đứng đầu các thế lực nhưng cũng đều trợn mắt, trong mắt ngập tràn vẻ khiếp sợ. Quá nhanh, động tác vừa rồi của Trần Mộc quả thật vừa nhanh vừa gọn căn bản không có bất kỳ động tác dư thừa nào một cường giả cảnh giới thần tàng cảnh tầng thứ năm bị hắn bóp chết ngay tại chỗ giờ khác này cho dù là hàn giang tuyết và trình vũ hiên vô cùng tin tưởng trần mộc cũng nghệt mặt ra một cường giả cảnh giới thần tàng cảnh tầng thứ năm chết trong tay trần mộc hơn nữa chỉ bằng một chiều đây là thực lực khủng bố thế nào mới vẻn vẹn gần hai tháng thực lực của tiểu tử này đã trưởng thành đến mức đáng sợ như vậy rồi sao hàn giang tuyết nuốt một ngụm nước bọt chấn động nói trưởng lão chấp sự cũng giật mình ba giây sau mới phản ứng lại được sắc mặt kinh hãi vô cùng vội vàng quá khẽ do so, so tài kết thúc trần mộc thắng Đào toàn trường lập tức sôi trào ra tay nhanh gọn quá đã nghiền đông đảo đệ tử của linh tiêu tông đều nắm chặt nắm đấm sắc mặt trở nên kích động cho dù là đệ tử thiên điện bình thường có chút thù hận với trần mộc thì giờ phút này cũng không nhịn được kích động mặt đỏ bừng cảnh tượng này đúng là khiến họ nở mày nở mặt một phen vương mãng sư đệ bên phía thất huyền tông sắc mặt của đám đệ tử âm trầm đến mức vắt được ra nước bọn họ trợn to mắt nhìn chằm chằm thi thể không đầu trên đài linh tiêu tông không làm theo quy tắc rõ ràng đã nói đầu hàng rồi tại sao còn đẩy người ta vào chỗ chết quá hèn hạ vô sỉ những âm thanh phẫn nộ gào thét vang lên trong quảng trường trên lôi đài trần mộc quay đầu ánh mắt đầy vẻ châm chọc nhìn họ cười lạnh không thu tay lại kịp vẫn là câu nói đó được lắm hàn giang tuyết không nhịn được hô lên bây giờ nàng thật sự vô cùng kích động tiểu tử này đúng là một tên dở hơi vừa rồi rõ ràng trần mộc có thể rớt chớt vương mãng trước khi hắn nói đầu hàng nhưng hắn lại cố tình đợi đến lúc vương mãng kêu đầu hàng mớp bóp chớt người ta mà cái này không phải là cách làm vô sỉ giống thất huyền tông vừa nãy sao các ngươi thật quá đáng bắt nạt thất huyền tông ta không có ai đúng không rất nhiều đệ tử thất huyền tông vẫn chưa bỏ qua đỏ mặt gào lên sắc mặt của lục bàn trưởng lão càng khó coi hơn ông ta tức giận nhìn chằm chằm trần mộc sau đó nhìn về phía vạn trọng sơn nói vạn tông chủ đây chính là diễn xuất của quý tông đúng không vạn trọng sơn cười nhạt một tiếng khua tay nói lục bàn trưởng lão bớt giận luận bàn mà có chút thương vong là chuyện rất bình thường vừa rồi trần mộc cũng không cố ý chỉ là hắn không thu tay lại kịp thôi vạn trọng sơn không giải thích còn tốt vừa giải thích xong lục bàn liền muốn thổ huyết đại đao dùng toàn lực chớm xuống thì còn nói được câu không thu tay kịp nhưng người ta đã hô liên tục ba câu đầu hàng rồi chẳng lẽ còn không thu tay được sao trên đài cao rất nhiều người đứng đầu các thế lực lớn đều im lặng không nói gì, chỉ âm thầm cười trộm. Thất Huyền Tông này đúng là đê tiện. Vòng tỷ thí trước vừa dở trò vô sỉ xong, sang vòng tỷ thí sau đã bị người ta dùng cách tương tự, lại còn ác hơn, vô sỉ hơn đáp lễ. Giữa sân, sắc mặt Hồ Uyên cũng khó coi vô cùng, con ngươi của hắn giống như một con rắn độc nhìn chằm chằm vào Trần Mộc, trong lòng xuất hiện sóng to gió lớn. Không đến Linh Tiêu Tông còn tốt, nhưng mà sau khi đến Linh Tiêu Tông, chứng kiến thực lực của Trần Mộc, thế giới quan của hắn gần như bị phá vỡ. Người thường có lẽ không biết, nhưng Hồ Uyên cực kỳ hiểu, nửa năm trước ở Hoàng Thành Ninh Quốc, tiểu tử này phải rất vất vả mới rớt một cường giả cảnh giới thông thiên. Nhưng mà mới qua gần nửa năm, hắn chỉ dùng một tay đã có thể dễ dàng bóp chết một cường giả cảnh giới thần tàng tầng thứ năm. Tốc độ phát triển thế này quá nhanh, nhanh đến mức khiến hắn sợ hãi. Trong quảng trường, người có suy nghĩ giống hắn còn có tần như nguyệt. Sau khi nhìn thấy chiến lược tàn nhẫn vô địch của Trần Mộc, nàng ta cũng rất khiếp sợ cảnh giới thần tàng tầng thứ năm ở thất huyền tông bọn họ cũng là thiên tài đứng đầu nhưng với trần mộc cũng chỉ cần một chiều đây là thực lực đáng sợ đến mức nào chứ mấu chốt là nàng ta biết người này là một kiếm tu nhưng đến giờ hắn còn chưa dùng đến kiếm vòng tỷ thí tiếp theo trưởng lão chấp sự hắng giọng một cái chuẩn bị nêu tên người tỷ thí vòng tiếp theo nhưng lúc này trần mộc lại mở miệng nói chờ một chút trưởng lão chư vị tiền bối tông chủ trần mộc ôm quyền về phía đám người trên đài cao chúng ta đổi cách chơi khác đi cứ thay phiên nhau lên khiếu chiến so tài thế này chẳng có gì thú vị cả ồ ngươi muốn chơi thế nào trên đài cao vạn trọng sơn cười híp mắt hỏi đệ tử bây giờ ông ta càng nhìn càng thích ta ta muốn một mình đánh tất cả bọn hắn trần mộc chỉ về phía đám đệ tử nội môn của thất huyền tông cười lạnh nói không phải các ngươi đều rất muốn chơi chớt ta sao tới đi ta cho các ngươi cơ hội đấy quần ẩu cũng được đánh từ xa cũng được tùy các ngươi ta chiến tất cả vãi trần mộc ngươi đừng làm loạn chứ nghe hắn nói thế hàn giang tuyết không ngồi yên được nữa lập tức đứng dậy ngăn cản nhưng trần mộc lại khoát tay áo nói muốn làm thì phải làm lớn một chút không có đầu hàng chỉ cần bước lên lôi đài này một là sống hai là chớt nhớ kỹ không có hai chữ đầu hàng nếu không phải ta đánh chết các ngươi thì chính là bị các ngươi đánh chết ô hay cái tên này bị điên rồi đúng không giờ phút này cho dù là đệ tử thiên ảnh tông cũng giật mình trợn mắt há mồm nhìn về phía trần mộc đây là lần đầu tiên họ biết Trần Mộc, cho nên không biết hắn là người thế nào. Nhưng bây giờ phát hiện, tên này không chỉ có thực lực mạnh, mà còn là một tên ngốc thích tìm đường chết. Điên rồi, Mộc ca điên thật rồi. Phía thiên ảnh tông, tôn béo dùng hai tay ôm đầu, sắc mặt hoảng sợ. Đám người liễu thanh hân và đàm tùng cũng nhíu mày, gương mặt lộ vẻ ngương trọng. Biểu hiện trước đó của Trần Mộc đúng là đã khiến bọn họ chấn động. Nhưng một người đánh một đám đệ tử tinh anh nội môn thì đúng là quá điên cuồng. Xong rồi, Mộc ca điên rồi, bên phía linh điện, cả đám đệ tử đều đờ đẫn không biết nói thế nào không hắn không điên hắn chỉ đang bảo vệ các ngươi thôi lúc này trình vũ hiên mở miệng nói có ý gì một đệ tử linh điện hỏi trình vũ hiên thở dài trong đôi mắt đẹp lóe lên chút phức tạp giải thích nói thật lần này tam tông tranh tài chúng ta rất bất lợi chỉ cần là người có chút ánh mắt đều có thể nhìn ra được thực lực đám đệ tử nội môn của thất huyền tông mạnh hơn chúng ta rất nhiều nếu theo quy tắc cũ trần mộc đúng là có thể rớt rất nhiều người của thất huyền tông nhưng sau đại chiến mức độ thương vong của linh tiêu tông chúng ta chắc chắn còn khốc liệt hơn bọn họ cho nên lúc này trần mộc mới định một mình chống lại tất cả một mình đấu tất cả đệ tử nội môn của thất huyền tông không phải là hắn xúc động nhất thời mà là hắn thấy rõ tình thế đang bảo vệ các người trên đài cao hàn giang tuyết nghiến chặt răng lúc đầu nàng còn có chút kích động nhưng sau khi tỉnh táo lại cũng hiểu được ý đồ của trần mộc có điều cách làm của trần mộc đúng là có chút khi người tam tông tranh tài đến giờ đã diễn ra ít nhất trăm lần nhưng chưa bao giờ có ai giống như Trần Mộc, một người đơn đấu một tông cả. Ở phía Thất Huyền Tông, rất nhiều đệ tử siết chặt nắm đấm tay, vẻ mặt tối sầm lại. Ánh mắt đầy bất mãn nhìn chằm chằm Trần Mộc, chàng thanh niên này rõ ràng là chẳng coi ai ra gì, coi trời bằng vung mà. Thất Huyền Tông phát triển tới giờ, cũng đã có vô số các đệ tử nội môn ưu tú, đều là kẻ mạnh top đầu trong bảy nước lớn, dẫu vậy, cho đến hiện tại, kể cả là thế hệ trước cũng chưa có ai dám ăn nói ngạo mạn, dám một mình khiêu khích cả một môn phái như vậy. Hứa hướng thạc đứng dậy, lạnh lùng nói, Trần Mộc, ta biết ý đồ của ngươi, điều khiến ta không phục là ngươi quả thực rất dũng cảm, ta đã đánh giá thấp ngươi quá rồi. Ngươi, ngươi có thể đừng nhiều lời như vậy được không? Một câu duy nhất, các ngươi có dám ứng chiến không? Hứa hướng thạc còn chưa nói hết lời thì Trần Mộc đã xảy bước tới với khí thế ngút trời, khiến đất trời bỗng chốc biến sắc. Hứa hướng thạc nghiến răng nghiến lợi, hắn ta thừa biết thuật kích tướng này của Trần Mộc. Nhưng Trần Mộc đã nói đến nước này rồi, nếu như bọn họ vẫn rụt rè không dám ứng chiến, thì cho dù bọn họ có giành đại thắng trong cuộc thi lần này thì cũng vẫn là trò cười cho thiên hạ mà thôi. Trần Mộc, ngươi thật sự khiến ta ngạc nhiên đấy. Tần Như Nguyệt lộ rõ vẻ lạnh lùng, nói rồi. Nàng ta xài bước tiến lên một bước, nói, Trần Mộc, bọn ta biết ý đồ của ngươi, ngươi dám đánh thì bọn ta sẽ đánh cùng ngươi. Đúng như những gì ngươi muốn, tất cả bọn ta sẽ chấp một mình ngươi. Không đầu hàng, kẻ thắng sống, kẻ bại chết. Nhận được câu trả lời của Tần Như Nguyệt, Trần Mộc bật cười, nụ cười có chút kiêu ngạo hắn quay đầu nhìn về phía lục bàn đang ngồi ở ngai vàng trên cao nói sao nào trưởng lão lục bàn đệ tử ưu tú của môn phái các người đã nóng nòng rớt chớt ta càng sớm càng tốt rồi đấy người có đồng ý không lục bàn lặng lẽ siết chặt nắm đấm tay toàn bộ cơn tức giận trong người gần như tụ thành một cơn cùng phong chuyển động xung quanh ông ta ngước mắt lên nhìn Giữ tợn nói nếu đệ tử của bọn ta đã đồng ý vậy rồi thì cứ chiều theo ý nguyện của ngươi đi chỉ mong là ngươi đừng chớt quá khó coi là được ở ngai vàng trên cao vạn trọng sơn cũng nhìn về phía trần mộc khẽ trao mày vẻ mặt nghiêm nghị đến cực độ một người chấp cả một môn phái là chuyện lần đầu tiên xảy ra trong cuộc thi tranh tài võ thuật giữa ba môn phái từ trước tới giờ lần này trưởng lão tề đào dẫn dầu thiên ảnh tông cũng đứng dậy chắp tay cười nói vạn chủ môn phái nếu đệ tử môn phái của người đã có nhã hứng với đệ tử thất huyền tông như vậy vậy thì thiên ảnh tông của ta cũng bằng lòng xin rút khỏi võ đài cuộc thi tranh tài võ thuật giữa ba môn phái lần này nhường cho các đệ tử trẻ tuổi này phát huy ông ta thấy rõ thất huyền tông và linh tiêu tông có mối thủ oán sâu đậm hệt như một thùng thuốc súng từ lâu giờ cũng sắp đến lúc nổ tung rồi và lại thấy hai môn phái đó đấu tranh sinh tử bọn họ cũng vui như mở cờ trong cuộc thi tranh đấu võ thuật giữa ba môn phái lần này các đệ tử của môn phái thiên ảnh tông gần như là yếu vế nhất nếu thất huyền tông nương tay thì còn đỡ chứ nếu mà không nương tay thì e là thương vong của bọn họ cũng không thua kém gì linh tiêu tông cả vạn trọng sơn bật cười chắp tay kính lễ đáp mong tề trưởng lão bỏ quá cho nếu đã vậy thì Trần Mộc mọi chuyện đã theo đúng ý ngươi rồi đấy đánh đi nghe vậy Trần Mộc lạnh lùng nhìn về phía Thất Huyền Tông hét lên ai lên trước đây Tần Như Nguyệt nghiến răng ánh mắt lạnh lùng đầm đầm sát khí định bước ra nhưng lúc này Hứa Hướng Thạc ngăn nàng ta lại nói sư muội nàng lên sau đi để những người khác lên trước xem tình hình như nào đã Tần Như Nguyệt do so dự chốc lát nhưng rồi cũng gật đầu không xông lên nữa vu đồng Hứa Hướng Thạc nhìn về phía một chàng thanh niên mặc áo đen chàng thanh niên mặc áo đen đó ngay lập tức hiểu ra không nhiều lời nữa mà sải bước đi tới xông thẳng lên đấu trường ta là vu đồng xin chỉ dạy thanh niên đó chắp tay chào trần mộc ánh mắt lạnh lùng như đao kiếm sắc nhọn vu sư huynh đánh chớt hắn đi ở phía thất huyền tông đám đệ tử trẻ tuổi thi nhau hò hét với ý chí sục sôi đôi mắt mỹ miều của hàn giang tuyết cũng nhìn chằm chằm vào trần mộc mặc dù biết rõ thực lực của trần mộc nhưng trong trận đấu một người chọi một môn phái này thì một kẻ mạnh tầm thường cũng khó mà kháng cự nổi không biết mộc ca có trụ nổi không lúc này cả người tôn béo cũng bất giác trở nên căng thẳng nuốt nước bọt thận trọng hỏi đàm tùng không mấy vui vẻ trừng mắt với hắn ta ngươi ở yên đó xem là được rồi đừng nhiều lời dầm lúc này trên đấu trường sau khi hít một hơi thật sâu ánh mắt vu đồng đầy áp ý chí chiến đấu cả người rung lên linh lực cuồn cuộn như biển lớn bộc phát ra mặt đất rung chuyển dưới khí thế đáng gớm này đất trời biến sắc ngay cả bầu trời cũng trở nên u ám dưới mặt đất chẳng chịt các vết nứt loang lổ như mạng nhện tầng thứ sáu của cảnh giới thần tàng sao cảm nhận được luồng linh khí cùng bạo cuồn cuộn này hơi thở của tất cả mọi người cũng nóng như lửa đốt phải biết rằng đạt được đến cấp cảnh giới thần tàng dù chỉ là một tầng cấp thấp thôi cũng đủ mang lại sự chênh lệch lớn về sức mạnh hệt như thiên kiếp khó mà vượt qua trần mộc ta biết ngươi rất mạnh vậy nên ta sẽ dùng hết toàn bộ sức lực để đối phó ngươi vu đồng nhìn chằm chằm trần mộc trịnh trọng nói ngay sau đó cả người hắn ta lay động rồi lao ra như hổ vồ chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt trần mộc hai nắm đấm tay siết chặt võ công được bộc phát không gian quanh người hắn ta đang dung chuyển vỡ vụn ra như thủy tinh và trong những vết nứt không gian hung tợn đó lập lòe những ngọn lửa cháy bừng bừng loại lửa này dường như mang theo một ý niệm thần bí giao thoa với đất trời phát ra âm thanh hồng lữ chói tai ngọn lửa mang theo nguồn nhiệt nóng bỏng quét qua bề mặt đấu trường tạo thành một đấu trường biển lửa bậc thầy quyền đạo sao tất cả mọi người đều ồ lên mặc dù vu đồng không lấy ra bất cứ vũ khí nào cả nhưng hai nắm đấm của hắn ta chính là vũ khí tốt nhất những người hiểu quyền ý thì sẽ biết rõ nắm đấm của hắn ta không thua kém gì sức mạnh của kiếm cả dầm vu đồng tung một đòn đấm ra không gian trước mặt hoàn toàn bị bóp méo lửa đỏ cùng bạo hệt như mấu tươi cuồn cuộn tuôn ra phía trên ấn quyền hỏa diệm có vân sáng cổ xưa nóng rực có sức mạnh thiêu cháy vạn vật đây chính là quyền ý hỏa diệm canh hỏa thần huyền quyền ý sao Trần Mộc nhìn về phía ấn quyền hỏa diệm, nhếch mép cười, hắn không hề có ý định lùi lại, đạp phát chân xuống đất, linh lực bộc phát khắp người, công pháp Cửu Long Diệt Thần Quyết trong cơ thể hắn ta cũng chuyển động. Từng đốm vàng kim kết nối với nhau hệt như long cốt, ẩn chứa một sức mạnh hung hãn không thể phá hủy được. Hắn vẫn cứ đứng im trên đấu trường như vậy, đối mặt với Vu Đồng. Ngươi điên rồi sao? Ở bên ngoài đấu trường, những lời hò hét rầm rộ không ngừng vang lên. Chiêu thức này hoàn toàn không thể so sánh được với vương mãnh của trước đây. Mặc dù trước đây, thương ý của vương mãnh cũng hung hãn nhưng cũng chỉ là bước đầu của thương ý mà thôi còn quyền ý của vu đồng thì đã hoàn toàn đạt đến ngưỡng thành công rồi hừng đúng là kẻ kiêu ngạo ngu xuẩn thấy vậy vu đồng nhếch mép cười khinh miệt nắm đấm của hắn ta không những không dừng lại mà còn mang theo cả sức mạnh rời núi lấp biển đấm thẳng vào ngực của trần mộc dầm một tiếng nổ nặng trịch vang lên mặt đất chỗ trần mộc đang đứng ngay lập tức rung chuyển và sụp xuống phải biết là đấu trường dành cho cuộc thi tranh tài võ thuật của ba môn phái này được làm bằng đá kim cương đen bề mặt hệt như được mạ một lớp vàng ánh vàng sáng loá vô cùng kiên cố nhưng dẫu vậy nó vẫn bị sức mạnh của cú đấm này làm nứt toác ra ngọn lửa đỏ sẫm cuồn cuộn trào ra loại quyền ý canh hỏa thần huyền này mang theo sức mạnh hủy diệt xé tan linh lực màu vàng kim trên người trần mộc rồi đập mạnh vào cơ thể hắn trần mộc thấy cảnh tượng này vẻ mặt đám người hàn giang tuyết hoàn toàn biến sắc nhưng khi đỡ trực diện đòn đấm lửa này của vu đồng cả người trần mộc chỉ bị đẩy lùi về sau vòn vẹn hai bước rồi lại đứng vững trở lại ngọn lửa vẫn đang cháy trước ngực hắn nhưng hệt như bị long cốt cản lại không xâm nhập được vào bên trong hả gương mặt vu đồng lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ sau khi thấy cơ thể trần mộc tỏa ra ánh sáng vàng kim kinh ngạc nói xem ra ngươi đã tu luyện được mật pháp luyện xương nhưng ta vẫn sẽ đánh chết ngươi thôi vừa dứt lời cả người vu đồng lại hung tợn lao đến hai nắm đấm hệt như vũ bão liên tiếp đầm tới phịch 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 không gian nổ tung linh khí giữa đất trời hệt như bị xua tan dưới sự va đập bởi ấn quyền của vu đồng tạo thành một vùng trời quang đãng ngay lập tức tất cả mọi người lại thấy ấn quyền hỏa diệm dợp trời tạo thành long cốt đánh thẳng vào người của trần mộc khả năng chịu đựng của xương ức ta cũng hiểu được đại khái rồi vậy nên không cần nguyên nữa đôi mắt đen láy của trần mộc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ấn quyền hỏa diệm đang cuồn cuộn ào tới ở phía trước hai tay chắp lại một luồng sóng dao động võ học cổ xưa cũng dần tỏa ra ấn quyền Phật Di Lặc, một tiếng hét vang lên, cả người Trần Mộc rung lên, tung một cú đấm thẳng về phía trước, không gian bị xé toạc ra, ánh sáng Phật pháp sáng chói lóa như ban ngày, một nắm đấm cỡ trăm trượng mang theo sức mạnh kinh thiên động địa vung ra trên bầu trời. Cú đấm này mặc dù không có quyền ý, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh Phật pháp vô cùng huyền bí, dưới ánh sáng vàng kim như mặt trời, khiến cả đất trời trở nên chói lóa, rất nhiều người nheo mắt lại, cảm thấy hơi nhức mắt, rầm, sau đó, đất trời rung chuyển, ấn quyền hỏa diệm dập trời cuồn cuộn ập tới nhưng còn chưa kịp lao xuống đến người trần mộc thì đã nổ tung như pháo hoa rực rỡ sắc màu một cơn gió mạnh quét qua khiến những tàn lửa còn sót lại lan ra dập trời hệt như một dòng thủy triều sao lại thế chứ vu đồng trợn tròn hai mắt gương mặt đầy áp vẻ khó tin nhưng cú đấm phật pháp phá hủy toàn bộ ấn quyền hỏa diệm đó cũng chưa hề tiêu tan ngược lại còn mang theo sức mạnh cùng bạo khó cản tiếp tục tiến lên lao thẳng về phía người vu đồng giữa màn sáng dợp trời đó không gian ở quanh người vu đồng đều bị sức mạnh cuồng bạo này đè nén đến mức bị biến dạng dầm ngay sau đó tất cả mọi người chỉ nghe thấy một tiếng vang rền trời phòng ngự lửa quanh người của vu đồng cũng bị đập tan thành mây khói cả người hắn hệt như pháo đạn văng ra phía bên ngoài đấu trường rồi rơi phịch xuống đất cả vùng trời im lặng đều nghe thấy rõ tất cả mọi người đều mở to mắt kinh ngạc nhìn tất cả những gì xảy ra trên đấu trường ngay cả những người nắm quyền đang ngồi ở ngai vàng trên cao cũng giữ người với vẻ hoảng sợ đến cả vạn trọng sơn cũng siết chặt tay cầm của ghế ngai vàng trong lòng dấy lên một dòng suy nghĩ phức tạp lúc này dưới sức mạnh cuồn cuộn của quyền ý canh hỏa thần huyền đấu trường biến thành biển lửa mênh mông vô tận bị nứt toác ra với một khe rãnh không gian rộng cỡ 10 trượng và ở cuối khe rãnh không gian đó cả người vu đồng ngã dạp thê thảm dưới đất khi miệng hắn ta phun ra một ngụm máu tươi cả lồng ngực như hõm xuống xương sườn bị gãy mặt cắt không còn giọt máu trắng bệch ra hệt như một tờ giấy trắng hắn ta gắng gượng hết sức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm về phía bóng dáng chàng thanh niên cao to đang đứng trên đấu trường trong lòng ngập tràn sợ hãi không ngờ là đòn tấn công của hắn ta không có chút hiệu quả nào điều này khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc hắn ta có sức mạnh cấp tầng thứ sáu của cảnh giới thần tàng ngoài ra còn là một bậc thầy quyền ý vậy mà lại không có chút sức đánh trả nào trước mặt đối phương sao ở phía thất huyền tông các đệ tử đều đã thở gấp ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi sao lại thế được chứ quyền ý canh hỏa thần huyền của vu sư huynh lại không có hiệu quả gì cả tên nhóc này chẳng phải thuộc cấp sức mạnh tầng thứ 9 của cảnh giới thông thiên sao đây là trận đấu xuyên thẳng lên cấp tầng thứ sáu rồi tên nhóc này là người hay quái vật vậy âm thanh xì xèo bàn tán vang lên tất cả các đệ tử của thất huyền tông đều khiếp sợ vô cùng cảnh tượng trước mặt đã hoàn toàn phủ định nhận thức của họ chỉ là một tên nhóc còn chưa đạt đến cấp cảnh giới thần tàng vậy mà đã đánh được thiên tài top đầu thực lực cấp tầng thứ sáu của cảnh giới thần tàng lại có tiếng là bậc thầy quyền ý lại còn đánh đến nỗi thảm hại, và cả trận đấu cũng chỉ kéo dài trong vòng chưa đến nửa tuần hương. Trên đấu trường, Trần Mộc Khoan Thai đi ra, vượt qua biển lửa đến bên rìa đấu trường, đôi mắt đen lái lạnh lùng đầm đằm sát khí nhìn chằm chằm vào bộ dạng thảm hại đó. Ngay sau đó, cơ thể Trần Mộc dung chuyển rồi biến mất ngay tại chỗ. Phía dưới đấu trường, Vu Đồng hệt như đã cảm nhận được điều gì đó, vội vàng lo lắng đáp, "Nhận thua, ta xin nhận thua." Nhưng, hắn ta vừa dứt lời thì Trần Mộc đã như một bóng ma xuất hiện ngay trước mặt hắn ta một cánh tay duỗi ra như linh xà bóp chặt lấy cổ của hắn ta tên khốn kiếp ngươi định làm gì ở phía thất huyền tông các đệ tử dường như đang nghĩ đến điều gì đó rồi quát lên này nhóc con mau dừng tay lục bàn cũng hung tợn hét lên nhưng trần mộc khang khang muốn dùng hành động để diễn tả cho mọi người thấy được hắn đang định làm gì lòng bàn tay hắn hệt như móng rồng bóp chặt lấy cổ của vu đồng rồi sau mấy tiếng kêu răng rắc răng rắc cổ họng của hắn ta đã bị bóp đứt đôi ra máu thịt bị xé ra máu tươi bắn văng lên và cuối cùng đã chết ngay tại chỗ. Sau đó, Trần Mộc ném thi thể đó ra ngoài hệt như ném rác vậy. Tên khốn, kể cả là trưởng lão Lộc Bàn đang ngồi ở ngai vàng trên cao, sắc mặt cũng dần tái nhợt. Ông ta nhìn chằm chằm vào bóng dáng thi thể đầu đã lìa khỏi cổ, nghiến răng nghiến lợi, mối thù trong lòng hệt như đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Ta nói rồi, không có đầu hàng, kẻ thắng sống sót, kẻ thua phải chết. Ai sẽ người tiếp theo đây? Trần Mộc quay trở lại đấu trường, nhìn về phía thất huyền tông rồi hung tợn nói trần mộc hứa hướng thạc hít một hơi thật sâu lồng ngực nhấp nhô dữ dội hệt như bị đè nén tới giới hạn cực điểm hai má tần như nguyệt cũng thoáng hiện vẻ lạnh lùng nàng ta mặc dù không nói gì cả nhưng qua đôi mắt lạnh như băng của nàng ta có thể thấy rõ trong lòng nàng ta đang tức giận tới nhường nào ai là người tiếp theo nào trần mộc lại hét lên một lần nữa cả không gian chìm trong yên lặng ta bỗng nhiên có một thanh niên cao to mặt đỏ bừng bừng tay cầm một thanh kiếm nhảy phát lên đến đấu trường hắn ta lao đến chắp tay với trần mộc ánh mắt lộ rõ vẻ lạnh lùng đăm đăm sát khí nói ta là đệ tử của thất huyền tông tên là ngô kỳ ta nữa một tên đàn ông tóc nâu cũng nhảy phát xuống rồi đi lên trên đấu trường hắn ta giơ một tay lên không trung trong màn sấm sét cuồn cuộn hắn ta nắm chắc lấy một thanh kiếm màu bạc mũi súng chĩa về phía trần mộc dòng sóng dao động của sấm sét cùng bạo trói lóa trong không gian ẩn chứa một sức mạnh vô cùng lớn ta là đệ tử của thất huyền tông hoàng thắng thiên hai chọi một mọi người trong quảng trường thấy cảnh tượng này đều vô cùng kinh ngạc thất huyền tông này đúng là vô liêm sỉ mà mộc ca một mình đấu với cả đám bọn họ thì đã có nhiều bất lợi rồi vậy mà đối phương còn dám hai chọi một bọn họ còn cần liêm sỉ không vậy đúng là bỉ ổi vô liêm sỉ mà một đệ tử nữ của linh điện tức giận nói gương mặt trình vũ hiên cũng trở nên nghiêm nghị quy tắc của cuộc thi này từ lâu đã không còn định nghĩa bỉ ổi hay không bỉ ổi rồi hạ chỉ lan cũng chỉ đành thở dài một hơi suy cho cùng Lời nói khi nãy của Trần Mộc đã quá nóng vội rồi, nếu như lần lượt lên đấu thì may ra còn có chút hy vọng. Đằng này, Trần Mộc lại chẳng thèm kiêng nể gì cả nhóm đối phương, dầm, Ngô Kỳ và Hoàng Thắng Thiên nhìn thẳng nhau một cái. Sau đó hai người cũng không nhiều lời nữa, đôi mắt trầm tư và rồi toàn bộ linh lực cuồn cuộn trong người họ cũng bộc phát hết ra. Linh lực cuồn cuộn dung chuyển khoảng không, đè nén đến mức không khí cũng phát ra âm thanh ù ù. Linh lực sấm sét cùng bạo và linh lực màu xám đen cực kỳ nặng nề đan xen vào nhau, chiếm trọn một nửa đấu trường sức chấn áp của linh lực đó lan rộng ra khiến tất cả mọi người trong quảng trường đều cảm thấy khó thở tầng thứ bảy của cảnh giới thần tàng sao sau khi cảm nhận được sự dao động gớm ghiếc được bộc phát ra từ cơ thể hai người vẻ mặt của tất cả mọi người đều biến sắc những người có thể bộc phát ra sức mạnh chấn áp linh lực hung tợn như vậy chỉ có thể là kẻ mạnh của tầng thứ bảy của cảnh giới thần tàng với thực lực như vậy mà ở trong linh tiêu tông thì đã có thể làm đệ tử thân truyền Vậy nếu ở trong Thất Huyền Tông thì bọn họ cũng vẫn chỉ được là đệ tử nội môn thôi sao? Thất Huyền Tông đúng là ngọa hổ tàng long mà, ở phía Thiên Ảnh Tông, Đam Tung khẽ trao mày, trong mắt thoáng hiện vẻ nghiêm nghị, quên chuyện hai trọi một đi, điều quan trọng là bây giờ là hai thanh niên này đều là kẻ mạnh cấp tầng thứ bảy của cảnh giới vạn pháp. Ngô sư huynh, Hoàng sư huynh, đánh chết hắn đi, ở phía Thất Hóa Tông, rất nhiều đệ tử đỏ bừng mặt tía tai rồi hét lớn. Ngô Kỳ cầm thanh kiếm trong tay, chỉ thẳng vào mặt Trần Mộc, đăm đăm sắc khí nói: Trần Mộc, đừng trách bọn ta cậy đông bắt nạt ngươi. Trước khi đánh chết ngươi bọn ta có thể nhường ngươi ra tay trước, cho ngươi một cơ hội thể hiện trước khi chết. Mọi người đều có thể nhìn ra, chàng thanh niên tên Ngô Kỳ này cũng là một thiên tài vô cùng tự cao tự đại trong thất huyền tông. Trần Mộc cười nói, nếu đã vậy thì ta cũng không khách sáo nữa. Hắn không muốn bỏ phí cơ hội đã dâng sẵn trước mặt này. Vù vù, vừa dứt lời, linh lực dập dờn quanh người Trần Mộc. Một luồng sóng dao động cổ xưa vô cùng thần bí bắt đầu lan tỏa ra khắp đấu trường. Ngay lập tức, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ ngô kỳ có thể cảm nhận sâu sắc được trong khoảnh khắc trần mộc biến mất đó cả đấu trường rộng lớn này hệt như đã ngắt kết nối với đất trời vậy thuật pháp này khiến hắn ta giận hết gai ốc xúc địa thành linh sao ngô kỳ bỗng chốc trợn tròn hai mắt lúc này dường như hắn ta cảm nhận được cơn gió lạnh buốt sống lưng ập tới sau lưng không chút do dự hắn giơ thanh kiếm lên chớm thẳng một nhát về phía sau lưng xoẹt dưới sự xâm nhập của linh lực hùng vĩ đó một luồng kiếm khí sắc bén chớm sắt như chớm bùn ngay lập tức lao tới ngay cả không gian cũng bị xẻ làm đôi để lộ ra một khe rãnh màu đen kịt tuy nhiên kiếm khí xuyên ngang bầu trời không đánh chúng ai cả nhưng ngược lại đã xẻ đôi cây trụ đá ngút trời phía sau quảng trường còn trần mộc vẫn không thấy bóng dáng đâu cả sao lại thế chứ ngô kỳ giật mình sửng sốt rõ ràng là hắn ta có thể cảm nhận ban nãy trần mộc xuất hiện ở ngay sau lưng hắn ta bên trái của ngươi kìa lúc này hoàng thắng thiên ở bên cạnh mới phát hiện ra điều gì đó ngay lập tức hét lên ngô kỳ khẽ run lên bất ngờ quay người lại thì thấy bóng dáng trần mộc không biết tự bao giờ đã dịch chuyển sang bên trái của hắn ta gương mặt anh tú ấy thoáng nở một nụ cười lạnh lùng trần mộc giơ một tay vào không trung linh lực cuồn cuộn bộc phát trên các đầu ngón tay rồi bóp cổ hắn ta nhưng sức mạnh của ngô kỳ suy cho cùng thì mạnh hơn vu đồng nhiều với thực lực ở cấp tầng thứ bảy của cảnh giới thông thiên hắn ta phản ứng cực kỳ nhanh gần như chỉ trong chốc lát hắn ta đã văng ra một cú đấm hung tợn lang tiếu phong trưởng âm thanh trầm thấp vang lên chỉ thấy sau khi nắm đấm của ngô kỳ đánh ra linh lực xám cho chói lóa dợp trời tụ thành một làn sóng gió trong không gian với tiếng gầm rít vang vọng khắp trốn và lao thẳng về phía trần mộc dầm cú đấm của ngô kỳ và móng vuốt của trần mộc va đập mạnh vào nhau một tiếng vang rền bao trùm khắp đất trời ánh sáng chói lóa sáng dợp đấu trường ánh sáng màu xám cho quyện vào ánh sáng màu vàng kim và một làn sóng dao động kinh hoàng tỏa ra xung quanh hai người họ mặt đất nhanh chóng nứt ra những vết nứt chi chít dày đặc như mạng nhện, kéo dài đến tận cuối đấu trường. Sau khi nghe thấy một tiếng nổ, cơ thể cả hai người cũng bị đẩy lùi về phía sau. Ngô Kỳ phẩy cánh tay, hẳn là hắn ta đã cảm nhận được cảm giác đau nhói từ bàn tay và khi mở lòng bàn tay thì phát hiện đó là một quả cầu ánh sáng màu vàng kim. Trông giống hệt như con giòi ở cổ chân vẫn đang khuấy động, còn khủng khiếp hơn cả sấm sét. Đúng là loại linh lực khủng khiếp, Ngô Kỳ ngạc nhiên nói. Cùng xông lên đi, Hoàng Thắng Thiên nhìn Ngô Kỳ một cái rồi nghiêm nghị nói. Ngay lập tức, Cả người hắn lao thẳng về phía Trần Mộc, thanh kiếm màu bạc trong tay trước sự xâm nhập của sức mạnh linh lực, ngay lập tức bộc phát ra ánh sáng sấm sét sáng chói, đâm thẳng về phía Trần Mộc. Trần Mộc lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ với đôi mắt đen láy, sau đó cả người hắn run lên, tránh được thế tiến công của bọn họ rồi bay vút lên trời cao. Sau khi lỡ chiêu và vồ hụt, Hoàng Thắng Thiên nhìn Trần Mộc với ánh mắt đầy u ám, quát lớn, đuổi theo đi. Ngay lập tức, Hoàng Thắng Thiên và Ngô Kỳ cùng lao thẳng lên trời cao. Hoàng Thắng Thiên trong tay cầm một cây súng màu bạc, thân súng rung lên, từng ánh súng đâm thủng không gian, hóa thành bóng súng dợp trời, lao thẳng về phía Trần Mộc. Rầm rầm, khi những bóng súng xoẹt qua, sấm sét lần lượt quét qua như lũ lụt, chỉ trong chớp mắt, bầu trời nổi lên từng đợt sấm sét và ngay sau đó trở nên u ám và tối tăm. Còn xung quanh thân mình của Trần Mộc đã được phủ kín bởi không biết bao nhiêu bóng súng. Nếu đợi nó phủ dày hơn thì nó gần như sẽ chặn hết toàn bộ khoảng trống xung quanh mà hắn có thể né tránh được rồi. Tại thời điểm này, phía sau Trần Mộc, cơ thể của Ngô Kỳ cũng lộ ra, chỉ thấy trong tay hắn ta cầm một thanh kiếm đen, nhắm chuẩn về phía của Trần Mộc và chớm thẳng một nhát, bán nguyệt đao chạm, Ngô Kỳ hậm hực đáp, trong không gian méo mó, linh lực màu xám cho ghê người hóa thành một bóng kiếm cỡ 10 trượng, sáng chói khắp bầu trời. Bóng kiếm này có hình dáng độc đáo, hệt như nửa vầng trăng dưới bầu trời, nhưng có điều, bên trong thanh kiếm này ẩn chứa dòng sóng linh lực đủ để xé nát thế giới. Giờ để xem ngươi chạy sao cho thoát. Ngô Kỳ nở một nụ cười chế giễu, bóng kiếm đâm thẳng vào phía ngực của Trần Mộc ở góc độ khó nhất, cùng với bóng súng dập trời, Trần Mộc đã rơi vào thế hiểm rồi. Ba thiếu nữ Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan thấy cảnh tượng này, sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt, hai kẻ mạnh của cảnh giới thần tàng hợp sức, người trước kẻ sau tạo lên một màn phối hợp gần như hoàn mỹ, rất ăn ý trước thế tiến công này. E là cả kẻ mạnh cấp tầng thứ 8 của cảnh giới thần tàng thì cũng chỉ có nước tạm tránh mũi kiếm sắc nhọn đó thôi. Nhưng, tình hình trước mắt là, trần mộc hoàn toàn không còn được lui trần mộc ta thật sự muốn xem ngươi có thủ đoạn gì ở phía thất huyền tông tần như nguyệt siết chặt nắm đấm đôi mắt mỹ miều lộ rõ vẻ cười chê dưới ánh nhìn của mọi người trên khán đài trần mộc đứng gác chân lên trời như không hề có ý định trốn tránh nhìn đòn tấn công từ hai phía trong đôi mắt sâu thẳm của hắn hiện lên một tia mỉa mai hai lòng bàn tay hắn đan vào nhau một lan sóng do động huyền bí thời cổ xưa từ từ lan ra sau đó trên bề mặt da của hắn có thêm một tầng tinh quang rồi dần dần xuyên qua gân cốt của hắn tinh quang này uốn lượn gắn liền với xương cốt trong cơ thể của trần mộc nhìn thoáng qua thì lại giống như một con thuyền uốn lượn tràn ngập sức mạnh bất diệt thần bí đây là khi nhìn thấy tinh quang phát sáng từ xương cốt rất nhiều đệ tử của linh tiêu tông đều vô cùng ngạc nhiên loại tinh quang này lại không còn xa lạ gì với nhiều đệ tử nội môn nữa đây là thứ mà chỉ có đệ tử thân truyền mới cảm nhận được đó chính là tinh hoa sinh mạng tinh thú được luyện ra ở trong tứ tượng tinh tú môn hiện tại trần mộc đã tu luyện và hút tinh hoa sinh mạng này vào gân cốt sức mạnh long cốt khó mà phá hủy trần mộc hét lên ngay lập tức chỉ thấy có luồng dao động ánh sáng sao bất tận từng chút từng chút một được tỏa ra từ long cốt trong cơ thể của trần mộc trong tinh quang này còn ẩn chứa sức chấn áp mạnh mẽ của long tộc thời kỳ xa xưa đất trời rung chuyển một âm thanh chấn động phát ra từ bên trong cơ thể của trần mộc sau đó cả người trần mộc lao ra xông thẳng về phía bóng kiếm hình bán nguyệt kia thế tiến công này có thể nói là vô cùng đơn giản mà thô bạo thấy dáng vẻ hung hãn như vậy đám đệ tử của linh tiêu tông đều sững người há hốc mồm chàng thanh niên này sao lại mạnh đến thế chứ lanh canh nhưng ngay sau đó tất cả mọi người chỉ nghe thấy một âm thanh sắc bén vang lên trên bầu trời bóng kiếm bán nguyệt cỡ 10 trượng đó định chớm vào người của trần mộc thì ngay lập tức bị tinh quang chặn lại bóng kiếm dường như đã đánh trúng phải phần xương cứng không những không làm hắn bị thương ngược lại Trần Mộc đã đưa hai tay ra bắt lấy bóng kiếm bán nguyệt đó rồi bóp nát, phịch, tiếng nổ vang lên, trên bầu trời, từng đợt không khí cuồn cuộn, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống khắp nơi, cơ thể của Trần Mộc hệt như một con rồng giận dữ, xuyên qua ánh sáng chói lóa và cuộn theo khói bụi, lao thẳng đến trước mặt Ngô Kỳ, ngươi, có lẽ là vì bị cơ thể đáng gớm của Trần Mộc dọa cho một phen hú vía nên vẻ mặt Ngô Kỳ tái mét. Nhưng lúc này, Trần Mộc cũng không cho hắn ta cơ hội định thần lại, trong chớp mắt Trần Mộc duỗi một tay ra bóp chặt lấy cổ của Ngô Kỳ.